Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Dần Lưng. Năm Nhâm Ngọ 1942 tại văn phòng ở số 168 đường La Phao, Sài Gòn. Buổi trưa nọ Đức Thầy gọi tôi lên bảo: "Ông giáo đấm lưng giúp Thầy coi." Tôi vào ngồi đấm lưng nhẹ nhẹ, nhưng Đức Thầy nói: "Mạnh lên coi ông giáo." Tôi tăng sức hơn, nhưng Thầy vẫn bảo: "Ông giáo dần mạnh lên coi." Tôi sửa bộ ngồi lại, dán áo Đức Thầy lên, bất ngờ thấy trên lưng của Đức Thầy có một cái thẹo đặc biệt, nên rất đổi ngạc nhiên. Thầy mới răn tôi: "Thấy sao hay vậy nghe ông giáo? Sau này Thầy có thời gian vắng mặt khá lâu, nhưng đi sao về vậy?" Ngưng một lúc, Ngài mới nói tiếp: "Trong thân thể của Thầy có cái gì thì bọn tà sư ngoại giáo nó cũng bắt chước làm giống được hết, nhưng chỉ có cái dấu đặc biệt này là chúng không biết, nên không sao làm giống như thế được. Ông giáo nên lưu ý nghe." Tôi cúi đầu tuân lời. Giáo Khương kể: "Tiếp theo đây là mẫu chuyện Tôn Danh Phật Giáo Hòa Hảo. Để chuẩn bị mừng lễ nước nhà độc lập tại vườn Ông Thượng, vườn Tao Đàn, Sài Gòn, ngày 18 tháng 3 năm 1945, tổ chức cuộc meeting với khoảng trên 50.000 người tham dự. Trong đó có các đảng phái, đoàn thể, tôn giáo đều chuẩn bị biểu ngữ tượng trưng danh xưng của mình. Bây giờ vào buổi sáng tại đường Lê Phao, nơi đặt văn phòng của Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội, có nhiều chức sắc cao cấp ở trong đạo. Ông Nguyễn Duy Hinh, luật sư Mai Văn Dậu, có lời trình với Đức Thầy. Bạch Thầy, các đoàn thể tôn giáo và đảng phái khác đều có biểu ngữ danh xưng ở trong đạo của ta, trong tổ chức của người ta. Còn đoàn thể chúng ta thì làm sao? Xin Thầy cho biết." Đức Thầy nói: "Anh em định viết như thế nào cho có ý kiến đi. Chúng ta viết bốn chữ Phật Giáo Hòa Hảo được không Thầy?" Đức Thầy nói: "Vậy cũng được. Từ đây tôn danh Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta có mặt tại thế gian ngay từ lúc này. Nam mô A Di Đà Phật." Tiếp theo là mẫu chuyện Ném Cấp Bằng. Thời bấy giờ trình độ dân trí thấp kém, ai có học chữ Tây là hãnh diện lớn cho cá nhân trong gia đình. Bây giờ Đức Thầy bị nhà cầm quyền Pháp lưu cư tại Bạc Liêu, ở nhà của ông Ký Võ Văn Giỏi. Năm Tân Tỵ 1941, nhìn tấm văn bằng của ông treo trên tường để cảnh tỉnh người tín đồ ở tương lai, Ngài hỏi ông Ký: "Cái gì treo trên tường vậy ông Ký?" Ông Ký đáp: "Thưa Thầy Tư, đây là học vị của tôi được Chánh Phủ Pháp cấp bằng." Đức Thầy hỏi tiếp: "Đói nó có cho ông ăn không?" Ông nín thinh suy nghĩ, Ngài mới hỏi tiếp nữa: "Chết nó có thể chết thế cho ông không?" Ông Ký Giỏi nói: "Dạ không." Đức Thầy vừa cười vừa nói: "Thì ông quăng nó xuống sông đi." Đức Thầy ứng khẩu ngâm bài thơ tứ cú dưới đây: "Lấy cái cấp bằng ném xuống sông, thôi thôi tôi cũng mát xì ông. Tuồng đời gẫm lại nơ quơ rẻn, săn thú ba manh trở lại đồng." Bạc Liêu 1941. Ông Ký Giỏi kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện Hỏi Thiên Cơ. Năm Giáp Thân 1944, các bà điền chủ giàu có ở Bạc Liêu tới thăm nhau tại nhà bà Ký Giỏi, ngồi nói chuyện đời. Có bà nói: "Tiền của mình làm sao tiêu xài cho hết?" Có bà cho là đời tới rồi không lo làm phước, tu hành biết có kịp không? Có bà lại hỏi: "Không biết chừng nào tới đời cả." Mỗi bà mỗi có ý suy nghĩ riêng tư. Bây giờ bà Ký Giỏi mới nói: "Chỉ có một người biết rõ." Các bà hỏi: "Vị ai?" Bà Ký đáp: "Đó là Đức Thầy của tôi đang ở Sài Gòn, để tôi lên hỏi Ngài về vấn đề thiên cơ rồi về cho mấy bà biết." Mấy bà kia nói: "Ờ vậy đi." Bà đã lên ở tới ngày thứ bảy, thế mà cứ đi ra đi vào, muốn hỏi Thầy nhưng không sao dám hỏi. Để mà về nói lại các bà bạn cho mình nghe, vì đã lỡ hứa rồi. Để cảnh tỉnh bà Ký Giỏi,
Sự việc này Đức Thầy cho bài thơ dưới đây. Ngài đã tu thân, lánh bụi hồng, dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông, để tâm yên lặng tầm chân lý, bổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Cô hai cô đã đi về, mà sao tâm não nhiều bề ưu tư, làm sao gỡ mối sầu tư, cho thầy, cho bạn, cũng như cho mình. Và ký giỏi kể, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện tiền kiếp là ai. Trước ngày 24 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947, tại văn phòng mượn tạm nhà của Hương Chủ Bộ Đào Công Bộ ở làng Phú Thành, quận Chợ Mới, Ngài lo tìm mọi biện pháp để hòa giải tình hình. Ngài trở nên nghiêm trọng. Đức Thầy đi ra đi vào, hai tay chắp sau lưng, gương mặt đăm chiêu, thoáng như đoán được việc gì sắp xảy ra. Tôi bước tới hỏi Thầy: Thưa Thầy, sao Thầy có vẻ buồn vậy? Đức Thầy đáp: Ngài Thầy và bổn đạo gần nhau không còn bao lâu nữa, là đã xa nhau rồi, không buồn sao được. Đức Thầy vào nhà, mọi người và bộ phận tham mưu vào theo. Chờ mọi người ngồi xuống, Đức Thầy hỏi: Mấy ông còn muốn hỏi gì nữa không? Thưa Thầy, chúng con muốn biết tiền kiếp của Thầy là ai. Đức Thầy nói: Các ông thử đoán coi. Thưa Thầy, tiền kiếp của Thầy là Đức Phật Thầy Tây An, phải không Thầy? Đức Thầy nói: Còn ai nữa? Tiền kiếp của Thầy là Đức Bổn Sư Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Đức Thầy nói: Còn ai nữa không? Là cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm. Đức Thầy hỏi tiếp: Vậy còn ai nữa không? Là Sơ Tổ Maha Ca Diếp trở lại chấn hưng Phật giáo. Đức Thầy không trả lời mà có lời dặn dò: Từ nay các ông ráng lo tu hành theo tôn chỉ tôi đã dạy, đừng chạy theo linh thính hay theo ông này thầy nọ mà xa rời chánh giáo chân truyền. Tất cả chúng tôi im lặng suy nghĩ theo lời của ông Trương Hoàng Bá, Thuận Giang, Kiến An, Chợ Mới kể. Tiếp theo là mẫu chuyện bóng chàng. Khoảng trung tuần tháng 7 năm Kỷ Mão 1939, sau thời gian khai sáng đền đạo Phật giáo Hòa Hảo, ngày nọ tại tổ đình Hòa Hảo có phái đoàn phụ nữ đến viếng, đi đầu là một đại diện có năng lực hoạt bát khá. Từ trong nhà Đức Thầy bước ra chào: Tôi mừng bà con hôm nay tới thăm tôi đông quá, nhưng bà con quy y chưa? Bà nọ thưa: Chúng con đã quy y hết rồi Thầy. Đức Thầy nói: Quy y thì tôi mừng cho bà con lắm, nhưng mà nhớ nghe, quy y thì khá hành y, đừng có quy y rồi để y nghe. Sau đó Ngài thuyết bài pháp ngắn gọn khuyến tấn tu hành. Đến khi kết thúc, Đức Thầy mới nói tiếp: Ông Ba Thới cho biết, sau này đàn bà 10 phần chết 5 còn 5, đàn ông 10 người chết 7 còn 3. Vậy là đàn bà có phước nhiều hơn đàn ông, nhưng có điều đàn bà sao hay bán chồng quá. Dứt lời Ngài vào nhà, bà đại diện hỏi lại trong đoàn mình: Mấy bà có ai bán chồng không? Sao Đức Thầy nói vậy? Mọi người đều lắc đầu, quá sợ nên ở lại tới đầu giờ chiều. Từ nhà trên xuống, Đức Thầy nói: Sao bà con chưa về nấn ná ở lại? Vì nghe Thầy nói bán chồng à? Không phải vậy đâu, Thầy nói lái đó, bán chồng là bóng chàng, nghĩa là đàn bà thời nay hay tin theo bóng, tin theo chàng lắm. Theo ông lên bà xuống đó. Bây giờ mọi người thở phào ra và cúi đầu chào Thầy ra về. Lê Văn Phú tự tho kể. Tiếp theo là mẫu chuyện ý thức việc sử dụng. Một buổi chiều nọ, tại nhà ông Hương Bộ Thạnh, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ, có một người phụ nữ xin Đức Thầy độ bệnh, nhưng trong phòng số thuốc nam hết nên thiếu vị, thiếu lá xoài. Đức Thầy bảo:
Cô đi ra vườn, hái ít lá xoài đem vô đây. Cô ra vườn thấy nhánh xoài toàn ten gần tay nên bẻ nguyên nhánh đem vô. Ngài nhìn cô rồi ngài nói, cô bệnh, biết đi kiếm thuốc để chữa. Người ta cũng vậy, sao nỡ bẻ ngang coi sao được. Cần lá thì hái lá, chừng nào cần cây thì đốn cây. Cô hái lá đặng đem nó ra, cô hái lá đặng cho nó ra lá nữa chứ. Rồi Đức Thầy quay qua nhắc nhở mấy anh em đi kiếm thuốc nam, anh em cần lưu ý việc này nghe. Ông Phạm Chí Hiền, tức là bác Sáu Viên kể. Tiếp theo là mẫu chuyện giái hỏi bệnh. Trong công tác khuyến nông ngày 22 tháng 5 năm 1945, Đức Thầy từ giả Ba Hòn đi thẳng vô Hà Tiên, Kiên Giang, tới khu đất rộng có khán đài để mà diễn thuyết. Sau khi thuyết xong, Đức Thầy hỏi, ông quản ký đâu? Dạ có con đây. Ngài đưa cánh tay chỉ về phía quần chúng bên trái. Ở dưới đó, ngài mới nói, nhờ ông nói với bà con tránh ra một chút, dẹt ra một đường, rồi ra phía ngoài xa có một phụ nữ dắt đứa bé đứng dưới gốc cây kia, dẫn vào đây gặp tôi. Dân lệnh thầy, tôi nhớ, tôi tới dắt hai mẹ con người phụ nữ kia vào. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, tôi tự hỏi, sao thầy ở trên ấy mà biết có người cần gặp. Tôi đưa hai mẹ con vào tới, Đức Thầy nói, cô ơi, cô về nhờ thầy thuốc nam xem bệnh cho con cô đi. Xin hút ba thang thuốc đem về khấn vái Phật trời, xong rồi nấu cho nó uống là hết bệnh. Người phụ nữ cúi đầu dân dạ, xá thầy lui ra. Bây giờ mọi người và tôi xúm lại hỏi nguyên do được cô cho biết. Thật với mấy anh, tôi nghe Đức Thầy về đây diễn thuyết, con tôi bị bệnh lâu ngày uống thuốc không hết, nên mỗi buổi tối tôi cúng có nguyện với bàn thông thiên, xin có ngài cho gặp Đức Thầy để hỏi thuốc trị bệnh cho con tôi. Đến đây thấy đông người quá chắc không sao gặp được, đành đứng dưới bóng cây để nghe. Tôi sửa soạn ra về, nào ngờ hữu duyên được ông tới dắt vào gặp Đức Thầy. Tiếp theo đây là mẫu chuyện muốn sờ mình thầy. Đức Thầy bị thực dân Pháp an trí tại Bạc Liêu trú ngụ nhà của ông Ký Giỏi, cựu thơ ký soái phủ Nam Kỳ, ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941. Lúc này tôi là Trần Văn Nhật, tức là Giật Sĩ, đang làm việc tại đây. Tuy quy y theo ngài nhưng chưa đặt hết lòng tin vào ngài, nên thầm ước chừng nào sờ vào mình thầy mới chịu tu. Ngày nọ Đức Thầy vào phòng tắm, tình cờ tôi đi ngang qua. Ngài gọi lại bảo, ông tới đây sờ vào thân mình thầy coi cho biết. Tôi vừa mừng nhưng lại rất sợ, và cũng vừa lo nghĩ, sao thầy biết được tâm niệm của mình mà cho phép. Suy tư là vậy, nhưng dẫn tới bên thầy, liền sờ tay bên phải thì lạnh như băng, sờ tay vào bên trái thì cảm giác rất nóng, lấy làm lo sợ. Thế nhưng cũng từ đó tôi thật sự kính tin Đức Thầy. Ngài nhìn tôi và nói thêm, bên lạnh là của Phật, còn bên nóng là thần thánh đó ông Nhật à. Từ đó tôi thật sự kính tin và hành trì theo tôn chỉ. Giật sĩ Trần Văn Nhật kể, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện chỉnh lời. Lúc Đức Thầy mới ra đời lập giáo, có ông Đạo Chiếu ở cầu Chữ Ếch, xã Vĩnh Thạnh Trung, ở Châu Phú, Châu Đốc, tìm tới tổ đình Hòa Hảo hỏi việc đạo đức. Tới nơi ông nói rất nhiều, còn Đức Thầy chẳng nói câu nào hết. Chừng giờ sau ngài mới nói, ông Đạo Chiếu à, ông nói vừa vừa phải phải thôi nghe, bằng ông nói nhiều quá Chiếu trở thành lát đó. Kế tiếp ông cai tổng kho ở cái đầm Hưng Nhân lấy câu giảng do Đức Thầy viết ra hạch sách. Ông nói, ta thương đời len lỏi xuống trần. Ông nói tiếp, người ta nói ông là Phật, còn sợ ai nữa mà lén xuống trần. Đức Thầy đáp, ông hiểu sai nghĩa câu giảng rồi,
Tôi len lỏi nghĩa là tôi trà trộn xuống trần, chứ đâu phải như ông đã nghĩ. Mọi người có mặt học được kinh nghiệm và bài học nữa. Ông Bộ Quới kể. Tiếp theo là mẫu chuyện nhân quả là gì? Tôi sinh ra trong gia đình học thức, nghe tiếng tâm người thanh niên chỉ học hết bậc tiểu học, nhưng thi tài xuất chúng khiến các thức giả xa gần nể phục. Ngày nọ bất ngờ được người tới thăm muốn thử xem hư thật như ra sao, nên tôi mới hỏi: Thưa thầy Tư, thế nào là nhân quả? Ngài vui vẻ trả lời: Nhân quả cũng như nguyên động lực và phản động lực. Tôi mới nói: Thế nào là nguyên động lực và thế nào là phản động lực? Thầy Tư đáp: Như mình cầm trái banh trọi vào tường là nguyên động lực, khi trái banh dội ngược trở ra gọi là phản động lực. Tôi giả vờ hỏi nguyên lý nhân quả theo tinh thần khoa học. Thế nhưng thầy Tư cảm hóa ngay tinh thần hiếu thắng của tôi. Duy một lời. Tiếp theo là mẫu chuyện bác sĩ Trần Văn Tâm quy y. Ngày nọ trước giờ trực ở bệnh viện, tôi chạy chiếc xe du lịch đậu lại một quán ở ven đường. Bất chợt có đứa bé tới sờ chiếc xe tôi vừa mới mua. Sợ bị trầy nên tôi vỗ lên đầu và đuổi nó đi rồi cho xe chạy vào bệnh viện. Phố xá đã lên đèn. Thế mà vừa bước vào phòng nơi giường của Đức Thầy thì thấy ánh hào quang sáng rực hơn cả đèn điện. Tôi thất kinh nhưng trấn tĩnh hồi lâu. Bạo dạng bước tới kéo cửa vô phòng thì ánh sáng hào quang xung quanh Đức Thầy cháy sáng choang hơn. Bây giờ pháp thân của Đức Thầy là lão ông già đầu bạc phơ, râu dài quá rúng. Tôi quỳ xuống lại liên hồi. Ngài bước xuống giường đỡ dậy hỏi: Tại sao ông bác sĩ lại tôi? Bạch Ngài, con biết Ngài là Phật xuất thế, xin nhận con làm đệ tử, suốt đời không dám quên ơn. Đức Thầy đáp: Tôi nhận ông bác sĩ làm tín đồ được rồi, không thể nhận làm đệ tử. Còn việc ông đánh đuổi đứa trẻ ban chiều thì sao? Bây giờ tôi mới nhận ra Đức Thầy giả ra đứa bé để thử lòng của tôi. Từ đó tôi quyết chí theo Thầy và tham gia trong cuộc chiến đấu chống giặc Pháp xâm lăng. Tôi, bác sĩ Trần Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Chợ Quán Sài Gòn. Tiếp theo là mẫu chuyện Thầy Kiện Dậu quy y. Thầy Kiện Dậu tên thật là Mai Văn Dần, người ở Ô Môn, Cần Thơ, là gia đình điền chủ giàu có trong vùng. Ông sang Pháp du học và tốt nghiệp ngành luật, tánh tình ràng bướng nóng tánh. Sau ngày Đức Thầy trị bệnh cho vợ ông là bà cô giáo Sang hết bệnh, người nhà khuyên ông nên vô nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh có tỏ lời cảm ơn. Ông cho rằng mấy ông đạo đa phần là ít học, thường dùng bùa ngải mê hoặc lòng người. Chẳng những ông không tin mà muốn làm thi thử Đức Thầy. Trước khi đi, đêm ấy ông nặng ốc làm bài thi sẵn và học thuộc lòng. Sáng ra trước khi đi, ông đọc lại bài thi thuộc lòng nằm trong bụng rồi đốt bỏ xuống sông. Cho người chèo ghe vô kinh Sáng Xà No làm nhân nghĩa. Tại đây ghe xuồng đậu chật ních. Bất ngờ trên bờ có người hỏi: Ai là thầy Kiện Dần? Thầy tôi cho mời. Ông giơ tay lên nói: Tôi là thầy Kiện Dần đây. Thấy vậy ghe xuồng tạt qua hai bên. Đây là lần đầu tiên ông gặp Đức Thầy. Tuy nhiên một bất ngờ nữa xảy ra. Ông chưa kịp mở lời, Đức Thầy lên tiếng: Chào ông quan thầy Kiện mới vô, đây có phải là bài thi ông muốn thử tôi chăng? Ông rất bất ngờ vì tự tay đã đốt và bỏ dưới sông trước khi đi, giờ sao lại ở trong tay người thanh niên này? Đức Thầy nói: Khi ở bên đây, ông nhớ lại coi có người thanh niên Việt Nam tới khuyên ông nên về nước tu hành, và người ấy có giống tôi hay không? Ông Kiện Dậu nói: Có nhớ, người ấy là. Ông mới nói người ấy là thì như cái lò xo tự nhiên thầy Kiện Dần quỳ xuống trước mặt Đức Thầy xin thọ giáo. Ngài đưa hai tay đỡ lên nói: Sao, ông có muốn thử tài nữa không? Ông thầy Kiện Dần lắc đầu và chỉ nói rằng: Xin thầy cho tôi quy y. Đức Thầy nói: Được, ông cứ lãnh bài cầu nguyện. Trước là cửu quyền và sau là bài quy y về học thuộc lòng, rồi trở lại đây
Nếu thuộc bài thì tôi cho ông toại nguyện. Về nhà ông đọc thuộc thoáng là thuộc hết. Hôm sau trở vào, Đức Thầy vui vẻ hỏi: Ông thầy Kiện thuộc bài hết rồi phải không? Đâu đọc nghe coi. Thế mà ông Kiện dậu đọc rồi. Đức Thầy bảo: Ông xuống nhà mát đọc kỹ rồi, lên đây trả lại. Một lát sau ông đọc lưu lát bài nguyện trước bàn cửu quyền. Đức Thầy bảo ông đọc bài quy y. Thế mà ông vẫn đọc không trọn bài, nên Ngài bảo ông tới nhận thêm bài Tây Phương Ngũ Nguyện học tiếp. Cũng như lần trước, ông lẩm bẩm: Tại sao mình thuộc như cháu mà khi vô đây lại không đọc xong, làm sao mà quy y? Nên cố sức học cho thuộc. Ở đây có cái lệ là tới giờ dùng cơm, nếu thiếu một người thì mọi người cũng phải ráng mà chờ đợi. Vì vậy có người ra mời, nhưng ông nói: Anh em dùng cơm trước đi, tôi còn đang học bài. Rồi tiếp tục học, chờ hầu lâu, Đức Thầy trực tiếp ra nhắc: Thôi, ông thầy Kiện vô ăn cơm với anh em, rồi thuộc bài chứ gì. Nghe thầy dạy, ông chẳng dám cãi lời, cơm nước vừa xong, quả nhiên ông đọc không sai sót chữ nào. Ông nói thầm: Tôi là người học rất nhiều lực lệ, có sai gì mấy bài ngắn này. Nhưng đây không phải là bài thông thường, mấy anh em nên kính ngưỡng Đức Thầy. Ngài chính là Phật sống, lúc đầu tôi chỉ coi qua một thoáng là xong. Thế mà sao cứ ấp a, ấp úng như học trò học dở lòng. Đức Thầy nói với ông: Từ nay thầy sửa lại tên ông là Mai Văn Dậu. Từ đó ông theo chân Đức Thầy khi ở Sài Gòn, lúc vào bưng biển tham gia kháng chiến chống Pháp với nhiệm vụ được Đức Thầy giao cho, đổng lý văn phòng ủy viên đặc biệt. Ngài ở trong ủy ban hành chánh Nam Bộ, có lần Đức Thầy căn dặn sau này gặp hoàn cảnh khó khăn, hãy tìm lên nhà ông thân của Cò Đê ở đó, đó là Kim Vĩnh Tế, đến thời chánh phủ Ngô Đình Diệm đàn áp các yếu nhân trong đạo. Thầy Kiện Dậu chạy lên lánh nạn ở đây 3 năm, dắt theo con cái tên là Mai Nguyễn. Tiếp theo đây là mẫu chuyện thầy thuốc diễn quy y. Tôi là y sĩ ngạch Đông Dương thời Pháp thuộc ngành thú y, làm việc tại Châu Đốc. Trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, tôi tìm xuống Hòa Hảo nghe thầy Tư thuyết pháp và nhận thức được Ngài là bậc siêu phàm nên xin quy y vào đạo. Tuy nhiên còn ngại việc cúng lại. Tháng sau tôi xuống tổ đình hỏi: Thưa thầy, vẫn biết người tu cần phải công phu, nhưng sao tôi còn mắc cỡ quá thầy? Đức Thầy nói: À, tu cốt yếu là trau sửa thân tâm, chứ không phải chỉ có lại cúng mà thôi sao? Ngài tiếp tục cuộc trị bệnh độ đời. Một lúc sau, tôi từ giả ra về, Đức Thầy tới vỗ nhẹ vào vai tôi và ôn tồn khuyên: Ông thầy thuốc à, biết rằng không phải cúng lại là tu, nhưng ông cũng phải ráng siêng năng cúng lại mới có thể hiện được mẫu người có tu có hành, để hướng dẫn cho người đời nhắm đó mà noi theo. Nếu ông biết trao tâm sửa tánh mà thêm phần cúng lại nữa thì có gì quý bằng, chỉ có kẻ không tu mới không cúng lại mà thôi. Ôi lời châu ngọc của Đức Thầy khéo dẫn dụ tôi. Người tín đồ theo tăng học mỗi khi nhớ lại lòng không khỏi ngậm ngùi ăn năn về sự thiếu kiên tâm lúc mới tu. Bà Lê Thị Thẩm kể lại. Tiếp theo là sự ấn tượng của thi sĩ Việt Châu. Tôi là Hồ Tứ, quy y vào đạo năm 1939, đương nhiệm hội trưởng ban trị sự quận Thốt Nốt, là bạn thân với thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp. Ngày nọ anh Việt Châu tới thăm và có lời phàn nàn: Anh Hồ Tứ à, sao anh kỳ quá, lớn tuổi hơn con ông Hương cả làng Hòa Hảo, như thế mà quy y với người chỉ học tiểu học ở Tân Châu. Tôi mới nói: Anh nói như thế là đụng chạm đến tín ngưỡng của tôi nghe. Nếu cần thì anh đến gặp trực tiếp thầy tôi, chứ đừng nói lớn hay nhỏ tuổi, trình độ học và mất lòng nghe anh. Một hôm Việt Châu đi rạch giá về, ghé thăm, tôi cố ý lấy bài tự tháng ra cho thi sĩ Việt Châu xem. Trong đó có một đoạn: Trời già tay khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui. Canh năm canh luôn những sụt sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang. Sầu chung ta cất tiếng than, phù sinh kiếp có đoạn tràn thì thôi. Bon bon chuông dục mấy hồi, rầm rầm sấm nổ trên đồi xa xa.
Đầu canh tiếng động bên nhà, chờ ba canh một thì gà gái tan. Ngày xuân cách cõi xa làng, người quê quán chợ như thoàn linh đinh. Xem xong bài thơ, thi sĩ Việt Châu hỏi: bài này ai viết? Tôi mới nói đây là bài thơ của thầy tôi đó. Thi sĩ Việt Châu ngỡ ngàng hỏi: có phải ông thầy Tư Hòa Hảo của anh đó chăng? Vậy chứ của ai nữa, đây đúng là của thầy tôi mà. Anh cho tôi mượn bài thơ này, ba bữa sau tôi trả lại. Quả nhiên khi trả lại, thi sĩ Việt Châu có lời ca ngợi: rồi anh ba ơi, bài thơ văn chương tuyệt vời, khó thể bình phẩm được. Hôm nào tôi nhờ anh hướng dẫn tới gặp thầy Tư một chuyến, cho tôi dò xét kỹ rồi quy y. Tiếp theo là ông Hương Quảng Chiến, Huỳnh Hữu Hạnh quy y. Ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Mão 1939, tôi lui tới tổ đình nghe Đức Thầy thuyết pháp và xin được quy y. Khác hơn những tín đồ khác, tôi yêu cầu Đức Thầy lại trước cho tôi xem sao. Chiều ý tôi, Đức Thầy bước tới bàn Phật hành lễ, xá ba xá, Ngài quỳ xuống rồi nói: bây giờ tôi đọc trước, ông Quảng đọc theo nghe. Tôi mới nói: như vậy là tôi nhái theo thầy sao? Đức Thầy nói: không đâu, nhái là khi nào người ta sướng lên rồi người sau đọc lại theo cái thái độ không nghiêm chỉnh hay là khinh khỉnh kia kìa. Trường hợp đó của ông là chăm chú lắng nghe để đọc theo, nguyện ghi nhớ và làm theo để lo tu hành thì đâu phải gọi là nhái. Nghe lời dạy bảo chí thiết của Đức Tôn Sư, tôi mới chịu đọc rồi cúng lại theo sự hướng dẫn của Ngài và y chỉ phụng hành. Hương Quảng Chiến kể. Tiếp theo là mẫu chuyện thời đại quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Đầu năm 1946, Đức Thầy có mặt tại chiến khu miền Đông Nam Bộ, tham gia kháng chiến chống Pháp hợp cùng Liên quân Bình Xuyên. Một hôm tôi nhận được lệnh Thầy ra miền Đông, Đức Thầy hỏi: này Hương Quảng, ông chịu nói dối không? Dạ thưa, con không dám nói dối Thầy. Hồi chưa quy y theo đạo, nói sao cũng được. Bây giờ biết đạo phải giữ lời nói mình cho được chánh ngôn ngay thẳng chứ. Vài hôm sau Ngài lại gọi nữa: Hương Quảng, ông gan không? Nếu gan, tôi sẽ giao cho ông một nhiệm vụ đặc biệt vô cùng quan trọng. Hương Quảng nói: nếu Thầy tín nhiệm, con đồng ý chấp hành. Đức Thầy nói: tôi giao cho ông số tài liệu quan trọng để tôi nối liên lạc với các tỉnh dưới miền Tây lâu nay bị gián đoạn. Hương Quảng nói: con nguyện xả thân vì Thầy, vì đạo, nếu phải hy sinh cũng cam lòng. Đức Thầy nói: vậy thì tốt lắm. Nhưng có điều này, Hương Quảng nên lưu ý, vì trên đường về miền Tây có trạm gác đặt tại Mỹ Tho, bọn Pháp nó khám xét rất gắt gao. Nếu gặp hồ sơ này là nó bắn bỏ tại chỗ và bắn luôn cả chủ xe, với cái tội là làm quốc sự chống lại nhà nước Lan Xa. Gặp trường hợp này, ông giải quyết ra sao? Nói dối để cho qua hay là nói thiệt để chịu chết? Hương Quảng phải biết vận dụng tùng quyền khi biến và nên hiểu, nếu nói dối mà giúp cho được ít nước lợi dân, có lợi cho kháng chiến, cho toàn thể, không làm tổn hại cho ai thì có tội chi mà Hương Quảng sợ. Hương Quảng nói: như vậy trong tình thế ấy, đây là phương tiện, là bản lĩnh để vượt qua tai nạn, phải không Thầy? Đức Thầy nói tiếp: đúng rồi. Ông có biết quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực hay không? Thở Bình Sanh, người là thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp và bậc trung hiếu vẹn toàn. Với hạnh đức ấy, ông Trung Trực có sứ mạng thiêng liêng trong thời đại này để tế độ chúng sanh. Vì vậy mỗi khi gặp chướng duyên mà nguyện giái Ngài Nguyễn Trung Trực, tất sẽ được Ngài độ vượt khỏi khốn nguy hay là nàng tai. Thầy đã thành lập ban trị sự xong. Bây giờ Hương Quảng mang tài liệu mật về miền Tây thành lập ban trị sự liên tỉnh miền Tây. Vì vậy nên tùng quyền để cơ sở của đạo được an toàn, không bị Pháp tiêu diệt. Sự nói ấy có lợi hơn là có hại, là chẳng có tội. Ngược lại, hãy ráng mà nhớ lấy. Đức Thầy căn dặn ba lần. Khi tôi về tới trạm Trung Lương Mỹ Tho, xe bị chặn lại một dọc cả mấy cây số để khám xét. Đến chiếc xe tôi đang đi
thì người thông ngôn bảo tất cả mọi người xuống xe hết, trừ tài xế. Mọi người đều xuống xe, duy còn mình tôi và anh tài xế nhớ lời Đức Thầy dạy. Vậy mà tôi bắt rùng cả mình, nhưng vẫn ngồi tại chỗ và nguyện cầu liên tục. Có ba thằng Tây cầm ba cái đèn pin và súng lục. Chúng lục xét từ chỗ, không có chỗ sót nào. Ba lần chúng tôi đi cập sát bên tôi, kể cả phía trước và phía sau, lục xong, chúng đi xuống xe thì người tài xế quay lại thấy tôi đang ngồi. Anh ta thất kinh hồn vía cự nữ: trời, ông muốn chết hay sao nãy giờ không chịu xuống? Nó cằn nhằn cử nhử. Tôi cố năn nỉ: thôi đi, chuyện đã qua rồi. Chú cằn nhằn mà nó nghe được nó trở lại thì tôi và chú cũng đều bỏ mạng hết đó. Thế là mọi chuyện trở thành bình thường. Tôi hoàn thành công tác thầy giáo. Từ đó tôi rất kính tin, mỗi khi gặp nạn là giái quan tùy căn cơ. Trong thời gian 7 năm lập giáo và truyền giáo của Đức Huỳnh Giáo Chủ, nền đạo Phật giáo Hòa Hảo lan rộng khắp lục tỉnh Nam Kỳ, mà còn tiến lần ra miền Trung, miền Bắc, Cao Nguyên. Tiếng tâm nền đạo ngày một gian xa, thế nên có nhiều thức giả, tôn giáo bạn tìm đến cật vấn, tìm hiểu. Bây giờ Đức Thầy đang tham gia kháng chiến chống giặc Pháp cùng các chiến sĩ trong Liên quân Bình Xuyên ở miền Đông. Năm 1946 có hai nhân sĩ Cao Đài Giáo, tức là Tam Kỳ, tìm đến diện kiến ngài sau phần chào hỏi phân dân chủ khách và dùng trà. Một trong hai người vào câu chuyện: thưa thầy Tư, sám giảng và thi văn của ngài chúng tôi có xem qua, kể cả phần tôn chỉ, nhận thấy thầy dạy tín đồ tu giải thoát thành Phật và đắc đạo tại thế gian. Tuy nhiên sau phần trai giới chỉ có 4 ngày mỗi tháng e quá ít chăng? Bên Cam Kỳ chúng tôi, Đức Chí Tôn cũng đã dạy đủ hạn, kể cả tu tiên và Phật đạo, nên các đạo hữu phải từ 6 ngày trai trở lên tam ngôn trường trai, như vậy phần trai giới sẽ nhiều hơn. Nếu so sánh thì ngài dạy tín đồ khó đi đến rốt ráo. Nay chúng tôi tìm đến nhờ ngài phân dân và giải thích sự nghi nan này. Đức Thầy cởi mở và đáp: tôi đặt thí dụ như hai ông đây là bậc có học vị tiến sĩ, muốn dạy con cháu mình lên được tiến sĩ như mình, thì hai ông lấy chương trình tiến sĩ ra dạy, hay là phải dạy căn bản từ thấp ABC rồi mới lần lên? Người Cao Đài đáp: phải từ thấp lên cao mới đậu được và trở thành tiến sĩ chứ. Đức Thầy tiếp tục: cũng như thế, nếu tín đồ mới nhập môn mà bắt họ trường trai ngay thì làm sao tín đồ áp dụng nổi. Vì vậy tôi cho tín đồ theo quy tắc 4 ngày, đến khi họ ý thức được thì sự trường trai sẽ không còn là vấn đề, mà họ lo đi sâu vào cái lý trai, tức là trai tâm. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, dứt bụi mà trần mặn lạc thay ai, chữ Nam Mô trì giới giữ trai, trai được tánh, trai tâm mới quý. Sự trình bày của ngài được sự đồng thuận của hai vị khách. Ông Võ Văn Kỵ kể: tiếp theo là mẫu chuyện có chi cúng nấy, cúng bánh tét. Ngày 13 tháng chạp hàng năm, nhất là năm Ất Dậu này 1945, sau khi cúng dỗ cho thân mẫu xong, tôi trở lên văn phòng Đức Thầy ở số 38 đường Nhất Sài Gòn, đem theo số bánh tét, bánh ít để anh em dùng lấy thảo. Tôi nhờ cô Ký Giỏi và các cô hậu cần tiếp các bánh dọn ra, mời Đức Thầy và đãi anh em cùng dùng. Cô Ký tính cho tiện nên cắt luôn cả lá chuối cho anh em cầm. Thầy cầm khoanh bánh tét, vừa cười vừa nói: các ông ăn bánh tét có ăn luôn lá hay bỏ lá? Ông xã bộ lên tiếng: thưa thầy, lá chỉ cầm cho khỏi dính tay chứ đâu có ăn được thầy. Đức Thầy ôn tồn trả lời: tôi nói để các ông lưu ý, khi các bánh tét dọn ra mời khách nên lột hết lá, lấy lá lót ở bên dưới, để bánh ở bên trên, rồi dọn đũa gấp cho ăn. Gấp ăn mới có lịch sự và dễ sinh. Đặc biệt là muốn dâng lên cúng món chi trên bàn thờ ông bà cha mẹ của Quyền Thất Tổ, không nên để nguyên vỏ hay là lá, mà phải cắt lột hết ra như đãi thượng khách vậy, để tỏ ra sự cung kính trân trọng bề trên.
Thế là chúng tôi được Đức Thầy dạy chỉ về cách dâng cúng tổ tiên hay lễ khách có lại là thống nhất. Mùa hè năm Ất Dậu 1945, ngày mùng 7 tháng 6, Đức Thầy công tác khuyến nông về Long Xuyên. Ông hậu trưởng ban trị sự làng Mỹ Phước hỏi: nhờ Thầy chỉ cách cúng lại để con về hướng dẫn anh em mới quy vào đạo Thầy. Đức Thầy hỏi dặn lại: anh em có thật lòng chịu cúng lại không? Dạ có, nhưng mỗi người cúng lại mỗi cách nên không có giống nhau thống nhất. Đức Thầy nói: hễ có cúng lại là thống nhất, còn không cúng lại là không thống nhất đâu. Thầy chỉ nói vậy chứ không chỉ cách cúng như thế nào, rõ như xanh. Tiếp tục là mẫu chuyện lại bàn lại tủ. Ngày nọ tại tổ đình có một tín đồ hỏi Đức Thầy: bạch Thầy, trong lúc cúng lại sao tâm mình cứ phóng xẹt, nghĩ tưởng lung tung, vậy buổi công phu ấy có kết quả không Thầy? Đức Thầy đáp: cúng lại không thành tâm thì chỉ như lại bàn lại tủ. Bởi sự cúng lại quan trọng là sự thành tâm lễ bái, chứ không phải làm cho có lấy có. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện: cái gì phải là ưu tiên? Trước ngày Nhật Bổn đảo chánh nhà cầm quyền thực dân Pháp, Đức Thầy bị chúng theo dõi gắt gao. Vì vậy tín đồ ở miền Tây lên thăm rất khó khăn, còn Thầy thì lo cho bổn đạo. Thế mà họ vẫn cố tìm đến thăm viếng Ngài. Có một tín đồ gần gũi Thầy nói lên lời tâm sự: anh em tín đồ muốn được gần Thầy để học hỏi đạo lý tu hành, xa Thầy không biết phải làm sao nữa Thầy ơi. Đức Thầy nói: xa Thầy xét cái gì phải là làm trước. Ôi lời dạy của Đức Thầy rất là bao la chân tình đến thế, rõ như xanh. Tiếp theo là mẫu chuyện dạy ban trị sự. Ngày 14 tháng 2 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy đến Châu Đốc. Ngài cho ông bác sĩ Đỗ Văn Diễn triệu tập các ban trị sự tỉnh Châu Đốc, quận và xã lân cận lại cho Ngài sinh hoạt. Sau hơn một giờ chỉ đạo những vấn đề liên quan Đức Thầy huấn lệnh, mấy ông được tín nhiệm làm ban trị sự là cán bộ của đạo phải làm gương để hướng dẫn cho anh em tín đồ đi đúng tôn chỉ của đạo đức. Tôi cấm các ông không được đầu cơ chính trị và đầu cơ buôn lậu. Nếu cãi lời sao đừng có trách tôi. Mọi người hiện diện cúi đầu tuân thủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây là mẫu chuyện bàn thông thiên. Trung tuần tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, sau cái ngày Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại cái làng Hòa Hảo, thân phụ tôi là ông Nguyễn Văn Thanh từ quê Cần Thơ lên Hòa Hảo quy y và theo làm cận vệ cho Đức ông nên chứng kiến sự việc. Bây giờ mọi người còn gọi Đức ông là ông Cả Từ. Ông đặt cái lương hương phía sau trong cái bàn thông thiên, chung nước đặt kế đó cho dễ rót nước cúng. Đức Thầy ra sửa lương hương đặt lại ngay trước mặt người đối diện. Tới chiều ra thay bông rót nước, thấy có sự thay đổi, Đức ông sửa lại như cũ. Ngài lại sửa lại một lần nữa. Tới giờ công phu bữa khác, Đức ông ra thấy lương hương đặt không đúng ý mình nên mới lên tiếng. Ông Cả mới hỏi: ai mà dám sửa cái lương hương tôi đặt hoài vậy cả? Đức Thầy đáp: tôi đó ông Cả ơi. Bây giờ Đức Thầy đang ngồi trên cái chiếc trường kỷ ở nơi nhà khách ngó ra bàn thông thiên. Thầy mới nói tiếp: tôi sửa lại cho đúng trật tự hương tiền hậu thủy, trước lương hương sau cùng là nước cúng. Ông Cả lặng thinh. Từ đó về sau, tín đồ căn cứ sự việc ấy mà chụp hình lưu niệm. Sau ngày Đức ông tạ thế, thân phụ tôi về chùa làng Phú Thành ở làm từ đốt hương. Cô Sáu Nguyễn Thị Nga kể lại. Tiếp theo cũng bàn thông thiên thống nhất. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, buổi nọ Đức Thầy ra trước bàn thông thiên nhà cô ông Cả ở tổ đình sửa lại ngôi thờ, dẹp bớt một lương hương cấp dưới và bỏ ra hai chung gạo muối. Thấy sửa lại cách thờ từ trước tới của mình, ông Cả không có được vui, liền mới hỏi: trước đây tôi ghi theo Đức Bổn Sư ở núi Tượng, truyền thống Bổn Sơn Kỳ Hương thì ngôi thờ bàn thông thiên có hai cấp, trên là thờ Thiên Hoàng, cấp dưới là thờ Hậu Thổ.
nay thầy tư bỏ một cấp lẫy làm sao? Đức thầy hỏi lại, nếu cấp trên ông cả thờ hoàng thiên tức là thiên hoàng, dưới thờ hậu thổ tức là địa hoàng, còn nhân hoàng ông cả thờ ở đâu? Nay tôi thống nhất lại một cấp là thờ đủ cả ba tam hoàng luôn. Còn gạo và muối ông cả biết gì sao? Người ta bỏ luôn không? Thời đó Đức Bổn Sư Ngô Lợi tứ ân hiếu nghĩa đó, chống giặc Pháp nên cho bá gia là bổn đạo, làm như thế là để cho qua mắt bọn tay sai của ngoại bang. Đây là nguồn tiếp tế quan trọng giúp nghĩa quân chống Pháp. Vì vậy mỗi ngày mỗi nhà tín đồ đều đem ra cúng, đến khuya sẽ có người đi gom lại để dự trữ quân lương. Ngày nay không còn phù hợp nên phải bỏ ông cả à? Ông cả im lặng. Thất Sơn màu nhiệm. Tiếp theo là mẫu chuyện xác chết hồn không mất. Tôi có túc duyên được diện kiến Đức Thầy. Về học lực tôi thông cả pháp ngữ nên mọi người gọi tôi là Phán Hầu, tạm gọi là hàng trí thức thời bấy giờ. Sau ngày quy y vào đạo, được Đức Thầy chỉ định phục vụ trong ban trị sự tỉnh Rạch Giá. Ngày 16 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông, ngài nghỉ đêm tại nhà tôi. Nhân cơ hội quý hiếm này, tôi có dịp hỏi ngài. Tôi mới hỏi, bạch thầy, theo tôi nghĩ con người sau khi mất, cái linh hồn vẫn còn ở trong thân, thì phải bị chết luôn theo xác thân quá thầy, chứ làm sao sống cho được. Nhưng thấy trong kinh Phật có nói là xác chết hồn vẫn còn, là ý làm sao? Nhờ thầy giải thích cho biết. Đức thầy ôn tồn cho biết. Thầy nói, xác thân con người nó ví như cái nhà, còn linh hồn thì như ông chủ nhà vậy. Hiện giờ ông là ông chủ nhà đang ở đây, rủi cái nhà này bị cháy, thử hỏi ông ngồi đây coi lửa cháy luôn hay là chạy đi tạo cái nhà khác để mà ở. Nghe được lời giải thích như trên của Đức thầy, giúp tôi được cởi mở sự hoài nghi nên rất vui mừng. Nguyễn Công Hầu kể, hội trưởng ban trị sự tỉnh Rạch Giá. Tiếp theo là mẫu chuyện sắm cây dù. Ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, nhà cầm quyền thực dân Pháp an trí Đức Quỳnh giáo chủ tại Tư Gia Ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, buộc sáng thứ hai mỗi tuần phải đến trình diện tại sở cảnh sát tuần thành. Đồng thời họ cấm ngài không được tiếp xúc với quần chúng ở bên ngoài, dù xa hay gần. Trước áp bức phi lý đó, Đức Thầy ký thác tâm sự qua cái bài việc chi mà phải đi trình báo. Mỗi tháng bốn kỳ nhọc cẳng ông, đợi mái quyền cơ xây đến mức kính xong cuộc thế lại non bồng. Thứ hai bừng sáng mưa tầm tã, lính đứng ngoài đường dục giả ông. Kiếp khách trần gian dai lắm nợ, để đền trọn nghĩa với non sông. Người cười người nhạo bảo ông điên, ông chẳng giận ai cũng chẳng phiền. Chỉ tiếc trần gian đùa quá dội, chưa tường điên tục hay điên tiên. Vì quá mến mộ ngài, tín đồ các nơi bất chấp mọi khó khăn khủng bố của nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ, họ tìm cách đến nhìn hay diện kiến thầy, nên bị bọn lính kính mật thám chánh trị xét giấy tờ làm khó dễ đủ điều, hoặc buộc họ giải tán. Để an ủi tín đồ, Đức Thầy làm bài thi trấn an. Bài thi tạm ngưng lý lẽ: gặp lúc trung chiên lắm ruột ràng, cảm tình đồng đạo tiếng riêng than. Tạm ngưng lý lẽ trong cơn túng, xin chớ u sầu cuộc dở dang. Nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng, lòng ta sao rối rắm tợ tầm tơ. Vì đâu nên nỗi hẩn hờ, của người tha thiết đợi chờ ngoài sông. Ba tháng sau, một buổi chiều nọ, Đức Thầy trông về hướng Tây, lộ sắc buồn. Tôi muốn chia sẻ bao nỗi khó khăn và muốn được nghe lời chỉ giáo của Thầy nên mới tới gần Thầy mới thưa. Bạch với Thầy, mới như vậy mà mình chịu chưa muốn nổi rồi. Nhưng sao Thầy nói, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt giả tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn, thì làm sao tín đồ sau này chịu nổi, và chúng sanh làm sao chịu nổi vậy Thầy? Đức Thầy nhìn tôi dõng dạc nói, tôi sắm cây dù không thể che được kèo cán cho nó hay sao? Nói dứt lời, ngài dịu giọng nói, tuy nhiên kèo cán ấy phải ở trong cây dù. Tuy đã trải hơn mấy mươi năm nay,
Tôi không sao quên được lời chỉ dạy đầy ẩn ý của Đức Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Nguyễn Thành Nhân kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Tùy Cảnh Mà Sống. Tạm ngụ nhà ông Bộ Thạnh ở Kinh Sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Đức Thầy tiếp tục trị bệnh, thuyết pháp độ đời, quần chúng xa gần quy tụ như hòa hảo. Vì vậy, 29 tháng 6 năm Canh Thìn, nhà cầm quyền thực dân Pháp buộc Đức Thầy ra trình diện và đưa vào bệnh viện Cần Thơ, nói là để chữa bệnh cho Thầy Tư. Theo Ngài, có tôi là ông Hương Chủ Cư, trong suốt cái thời gian Pháp nạn, do giấy tờ lòng vòng hết ti này tới sở nọ, mãi đến tối mới xong. Hôm ấy lại gặp phải mưa giông tầm tã suốt ngày, hai thầy trò phải đục mưa dưới mái hiên phố ướt át cả người, gió thổi lạnh như cắt da. Đức Thầy cởi áo đưa cho tôi dắt cho ráo rồi mặc lại. Trước cảnh thương cảm đấy, lúc Đức Thầy mới khai đạo có gia đình cô Năm Đựng ở xã Bình Thủy, ở Long Xuyên. Ở trong nhà có bốn người anh chị em đều quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Người anh lớn là anh Ba Thể, hai người em là cô Chính Phải và chú Út Liệt. Qua cái thời gian mấy năm sự sinh hoạt và tu tiến bình thường, bỗng một hôm hai chị em cô Đựng và cô Phải chẳng biết nghĩ sao lại bỏ nhà trốn đi ra ngoài Phú Quốc để mà tu. Anh của hai cô mới tìm đến, anh Thể biết ý em mình khó mà kêu về nên tìm cách gạt. Anh nói có lệnh của Đức Thầy kêu hai cô về rồi sẽ trở ra cũng được. Nghe vậy hai cô vâng lời về. Anh Ba nhờ anh Chính dắt hai cô đi và dặn ông lên trước Đức Thầy, đặng cho Đức Thầy biết trước cái vụ nói gạt cô đó. Nhưng khi đến Sài Gòn, Đức Thầy cho ba người vào một lượt. Ông Chính chưa kịp trình bày mọi việc với Đức Thầy thì Ngài kêu cô Đựng và cô Phải hỏi trước rồi. Hai cô nghĩ sao mà bỏ nhà đi tu? Cô Năm Đựng khoanh tay thưa: Bạch Thầy, thấy trong quyển khuyến thiện Thầy có dạy, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Chị em tôi nghĩ phải luôn bỏ hết mọi việc gia đình, xuất gia tu hành mới được, nên chúng tôi mới ra đi. Đức Thầy liền bảo: Cô hãy đọc thêm hết đoạn giảng ấy nghe coi. Cô Năm Đựng liền đọc tiếp: Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hột lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Tu còn ham trai to đám bự, đặng thế gian dưng cúng Phật bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Bảo làm sao dân không sa ngã, nghe lời rù tông nọ khoái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Cô Đựng đọc đến đó, Đức Thầy bảo ngừng và lại Ngài nói tiếp: Đó, quý cô thấy không, tôi khuyên các nhà sư ở chùa kia mà, chứ đâu có bảo tín đồ tôi mà quý cô làm như vậy, theo lời tường thuật của ông Lê Nhân Hy. Tiếp theo là mẫu chuyện Không Mà Có Trị Bệnh Câm. Thời gian kháng Pháp năm Bính Tức 1946, Đức Thầy cùng anh em quân đội đang đóng tại văn phòng Tư Gia Tư Đức ở Bình Hòa, miền Đông Nam phần Việt Nam. Gia đình ông bà Tư Đức có đứa con trai 8 tuổi mắc phải chứng bệnh câm từ nhỏ. Một hôm cha mẹ đứa bé đến than giảng với Đức Thầy: Con tôi từ nhỏ tới giờ không nói chuyện được, vợ chồng tôi chạy chữa nhiều thầy lắm thuốc mà tới nay nó vẫn chưa có được thật. Chúng tôi hết sức rầu quá Ngài ơi. Buổi trưa hôm nọ, chợt thấy đứa bé câm, theo Tư Đức xuống sông tắm. Đức Thầy liền đứng chặn đường, giăng tay ra chặn. Ngài hét lên: Mày nói không? Đứa bé kinh sợ la quảng mấy tiếng, vừa chạy vừa kêu ba ba ba, và từ đó nói chuyện được luôn. Hai ông bà mừng quá bước lại thưa với Thầy: Nhờ Thầy chữa trị giùm con tôi, nó mới nói chuyện được. Vợ chồng tôi cảm ơn Ngài vô cùng. Đức Thầy tươi cười đáp: Không có chi, tại tôi dọa nó, nó hoảng sợ la lên rồi nói được, chứ đâu có chữa trị gì đâu mà ông bà cảm ơn. Thực theo lời của ông Nguyễn An Tọa. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Thầy ở nhà thương chợ quán không uống thuốc tây. Tháng 7 năm Canh Thìn 1940,
Đêm nay nhà thương chợ quán ủ rũ nép mình trong bầu trời âm u, mưa rơi lấm tấm. Trời đã khuya, cảnh vật càng im vắng. Cái căn phòng một mình là một giường, dưới ánh đèn điện mờ mờ tỏ tỏ, thầy nằm yên lặng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, thả tâm hồn trôi về quá khứ. Kể từ 18 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, thầy đến rạch Ông Bổn, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Tại đây, làng sống người từ từ cuộn đến giống như thời kỳ ngài khai đạo ở Hòa Hảo. Mỗi ngày có hàng trăm người tấp nập đến xin quy y và trị bệnh. Theo lệnh nhà cầm quyền thì thầy không được giảng đạo như ở Hòa Hảo, nhưng nhiều lúc cũng phải giải đáp thắc mắc của anh em tín đồ, thì khác nào giảng đạo rồi. Đó là cái nhân tố làm cho bọn cầm quyền không thể để cho thầy được yên. Ngày 29 tháng 6 năm Canh Thìn 1940, bọn thực dân Pháp viện lẽ thầy mắc bệnh thần kinh nên đưa thầy vào bệnh viện Cần Thơ để khám nghiệm. Tại đây, bác sĩ cho biết kết luận hồ sơ đề nghị đưa thầy lên nhà thương chợ quán, tức là nhà thương điên. Ngày 4 tháng 7 năm Canh Thìn nhằm ngày 2 tháng 8 năm 1940, đức thầy bị bọn cầm quyền đem ra lên xe và chở lên Sài Gòn. Tại nhà thương chợ quán, thầy không được đi ra ngoài, cũng như không được tiếp xúc với bất cứ một ai. Ngoài ra còn có mật thám ngầm canh chừng. Thật ra thầy đâu có khùng điên gì. Sở dĩ thầy bị bọn thực dân Pháp đối xử như thế là vì chúng muốn đe dọa đức thầy không được phát huy tinh thần chống Pháp trong giới tín đồ của ngài. Ở tại nhà thương chợ quán này, đức thầy chạm phải một thực tế rất đau lòng là có nhiều người điên thật mà thầy muốn ra tế độ, nhưng không làm sao được. Mỗi lần thầy tìm cách tiếp xúc với bệnh nhân thì liền có cô y tá hoặc là nhân viên bệnh viện tới, mà thầy biết là mật thám trá hình để ngăn cản thầy. Mỗi ngày bác sĩ hoặc y tá đến thăm bệnh, hỏi han điều này điều nọ như đối với tất cả bệnh nhân khác. Đôi khi thầy cảm thấy buồn cười trước cặp mắt của cô y tá trân trố nhìn thầy khi nghe thầy ngâm câu điên như ta, điên giống tiên rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục, hoặc là khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Ngày nào họ cũng phát thuốc cho thầy, nhưng thầy không uống, lại bỏ vào mấy cái hộp, ngày này qua ngày khác đầy nhóc. Một hôm cô y tá trông thấy lại cầm mấy cái hộp dở ra và nói: sao ông không uống thuốc? Phải uống thuốc mới mong hết bệnh chứ, bộ muốn điên hoài hay sao? Đức thầy đáp: thuốc này giàu cho tôi có uống đến 10 ký cũng không hết được cô à. Bệnh điên của tôi không làm sao hết được đâu. Tôi chữa bệnh điên bằng nước lã, cái giấy vàng, cái kiến hiệu gấp 10 lần thuốc này nữa. Nếu cô không tin, cô nói với bác sĩ để tôi trị thử một vài bệnh xem sao. Cô y tá mỉm cười. Tiếp theo đây là mẫu chuyện lên núi Trà Sư lần thứ 3. Ông cả thấy con bệnh tình đau ốm xanh xao vàng vọ nên vô cùng lo lắng, đi tìm thầy chạy thuốc khắp nơi. Nghe trên núi Trà Sư có ông Đạo Sôm, tức là ông thầy Ba Nhật, tục danh là Lê Hồng Nhật, một tu sĩ nổi danh vùng bãi núi, giỏi về bùa ngải, pháp thuật cao cường, đã trị hết nhiều bệnh ngặt nghèo. Thế là đức thầy được đưa đến nơi đây. Thầy Ba Nhật lập đàn tràng, điều binh khiển tướng, rồi bước tới định lấy cây sôm. Thế mà ông bị cậu Tư, tức là đức thầy, điểm mặt liền. Thầy nói: tôi không phải bệnh tà ma, sao ông đạo muốn sôm tôi? Vậy là thầy Ba Nhật ngưng tay, đứng lên, đem cất hai cây bủ bối, đũa thần, rồi trở ra nói với ông cả: này ông cả, nể tình ông là thân chủ nên tôi cố hết sức, nhưng gốc này lớn quá, thôi ông đưa người bệnh về đi, để tôi truy tầm nguồn gốc mới trị được, ít ngày sau hãy đưa lên. Mấy hôm sau, ông cả nóng lòng đưa đến đây nữa. Vừa mới tới lập trận
định lấy cây xôm xôm ra để mà xôm, bất ngờ bị điểm mặt một lần thứ hai nữa. Lúc đó tôi mới nói với ông cả: ông cả à, ở vùng bãi núi lâu nay tôi trị bệnh hơn chục năm, chưa có bệnh nhân nào mà dám điểm mặt tôi. Thôi ông đưa cậu Tư về nhà đi, chừng nào ông ấy làm thầy thế gian thì tự nhiên mới hết bệnh. Quả nhiên khi đức thầy ra đời độ chúng, thầy Ba Nhật xuống Hòa Hảo xin quy y. Bây giờ ông mới kể lại cái chuyện đã qua. Ông nói: lúc ấy tôi lập đàn tràng cầu chư Phật Sơn Thần năm non bãi núi đến giúp cho và triệu các chư thiên tướng, thì có bốn người hiện ra thân hình cao lớn, trang phục uy nghiêm, đầu đội mão, chân mang hia, đi ngay vào động xuống đứng bốn góc giường. Tôi tưởng đâu giúp tôi, ai dè họ đứng hầu sát cái người bệnh. Vì vậy tôi lấy làm lạ, mới khuyên ông cả đưa xuống núi chờ ngày thầy ra đời trị bệnh. Sau ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, đức thầy trở lên núi Trà Sư và lấy nước sơn viết đặt tên nam của thầy Ba Nhật là Quỳnh Long Điện, đồng thời mượn bộ giạc tịnh dưỡng thời gian 64 ngày. Dương Kim kể. Tiếp theo là mẫu chuyện rắn mãng xà. Ngày kế khi đi đến một khu rừng, tôi thấy có ba cây súc lớn và dài vô cùng, lá rừng rụng xuống lấp muốn khuất hết. Tôi hỏi thầy Tư: người ta đốn cây làm sao đem xuống núi cho nổi? Đức thầy đáp: đây đâu phải là khúc cây mà là rắn lớn đó. Ngài vừa nói vừa lấy chân dậm vài cái rồi bước xuống, ba khúc cây chuyển động cong lên, lá phủ rớt xuống bày ra thân rắn to lớn bề tròn, hai người giăng tay ôm cũng không dám. Mỗi dải nó lớn hơn cái đĩa bàn 40 cm, mình nó dài không thấy được đầu đuôi. Tôi vừa lo sợ chạy lùi ra phía sau thật xa. Đức thầy giải thích: bây giờ không sao đâu ông cả à, nhưng đến cái thời kỳ tận diệt nó có bầy có lũ như thế này, chúng bò xuống khắp nơi cắn giết những người hung ác bạo tàn. Nghe qua tôi vô cùng kinh sợ. Vấn đề này trong sám giảng ngài cũng có cho biết rõ: ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho, hoặc là ngày sau sẽ thấy thú cầm chỉnh ghê, hùm beo tây tượng bộn bề, lại thêm mắt thú mãng xà rít to. Còn ông Cứ Đa cũng cho biết suối vàng có rắn mãng xà, giải nó thiệt là bằng cái mâm thao. Ông cả kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện gấp tép. Năm Bính Tuất 1946, đức thầy và bộ đội dân xã Hòa Hảo đóng quân gần bản danh Liên Quân Bình Xuyên thuộc Đông Nam Bộ, cùng tham gia kháng chiến chống giặc Pháp. Một hôm ngài ghé thăm gia đình một tín đồ nghèo khổ, đi kéo tép về rửa sơ rồi đổ hết vào cái nồi bằng đất, bỏ vào ít muối để y cả rau, rồi nhắc xuống cả nhà cùng ăn. Họ lấy đũa gấp dính nhiều con đưa vô miệng ăn ngon lành. Đức thầy hỏi: có lạc lắm không? Dạ lạc lắm. Đức thầy nói cho cả gia đình ấy biết nghe: nè, sau chừng tới việc sáu năm chèo nổi lên gấp người hung kẻ ác như gia đình ông gấp tép vậy đó. Lúc đó mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tuy nhiên đức thầy cũng cho biết việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, Thương Lê Thứ gặp hồi khổ não, dùng phép màu lập lại thượng quân, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần. Tiếp theo đây là mẫu chuyện con sông nước chảy dòng cầu. Về địa lý, có dịp đi trên máy bay nhìn xuống Cù Lao Kết, ta thấy cái đuôi của nó lên tận thủ đô Nam Giang, Campuchia, đầu quay về phía sông Dầm Nao hồi qua thủy. Khi con nước ròng, nước từ sông Tiền chảy xuống sông Dầm Nao, chạy ngang qua chợ Xéo Búng, tức là đuôi Nằng Ép, làng Mỹ Hội Đông, cũng là mối giáp nước,
Khi nước lớn, nó chảy qua sông Hậu, chảy dòng lên. Từ sông Tiền chảy qua sông Dàm Nao, chảy dòng qua sông Hậu, giống như hình dòng cầu. Ngày nọ, lúc Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, chẳng bao lâu, Ngài cùng số tín đồ, ông Hương Sư Vàng, Hương Chủ Bó, đi xuống chợ đình. Ông Sư Vàng nêu thắc mắc: Thưa Thầy, trong giảng Thầy nói có con nghiệt thú nuốt mà người hung, tại sông Dàm Nao này nó có thật như thế hay không Thầy? Đức Thầy nói: Tôi nói cho bà con ghi nhớ, cái đầu nó gác ở tại Dàm Nao ngang đây nè, mỏ nó gác lên cây đa ở tại đình Hòa Hảo dưới bến chợ đình, cái đuôi nó ở dưới mặt Cần Dân ở Bình Hòa, chân gác lên cổ lao Bà Hòa. Khi nó nổi lên thì không quay trở lại được vì nó quá lớn. Mỗi lần nó nổi lên là nó nuốt không biết bao nhiêu người hung ác, nuốt toàn là người hung dữ. Nghe vậy ông Sư Vàng hỏi: Thầy nói vậy cho tôi bán tính bán nghi quá. Bây giờ là thế kỷ 20, thời đại khoa học, người ta chế ra máy bay, súng ống liên thanh, trái phá. Nếu thật có con nghịch thú như vậy thì họ đem máy bay quăng bom hay là trái phá tiêu diệt rồi, chứ đâu để cho nó tự do mà ăn người như vậy. Đức Thầy cho biết nó là xấu thần, chỉ e máy bay gần tới bị nó thổi một hơi là cháy rồi, chứ đâu mà có để rảnh ở đâu mà giết nó được. Ông Sư Vàng chỉ cây da nói: Vậy thì tôi leo lên cây da này thì làm sao nó ăn thịt được tôi? Đức Thầy cười: Nhưng khi những người hung ác bị chư thần lôi cổ nạp vào cho nó hết à, lúc đó tại gốc cây đa, chúng tôi lấy cây sào đo thử 11 thước, cắm xuống vẫn chưa tới đáy sông. Địa điểm cây đa này ngang trước đình thần làng Hòa Hảo là đất bãi bồi, khỏi cây đa rất xa. Sau bãi này bồi trở lại sẽ là nơi ai có thiện duyên coi xấu thần làm việc. Anh Hương Sư Vàng chỉ cây đa trước bến sông đình thần Hòa Hảo nói thêm: Vậy tôi leo lên cây đa này thì làm sao nó ăn được tôi? Đức Thầy cười và cho biết: Tuy nó nói nó không có ăn được, nhưng những người hung ác thì ở đâu chư thần cũng lôi vào miệng nó. Tới đây mọi người không ai dám hỏi gì thêm. Ông Dương Lai Bửu, tức là ông Hương Chủ Bó, kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện giải đạo cứu đời. Khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy về nương ngụ nhà của Hương Bộ Thạnh ở Kinh Sáng Sà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Hôm ấy có đông đủ các ông chủ cưu làng Mỹ Hậu Đông, ông Cả Nản, ông Mai Văn Nản ở Bình Hòa, Mặt Cần Dưng và nhiều anh em tín đồ khác ở Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng thăm Thầy. Đức Thầy tiếp tục trị bệnh độ đời, thuyết pháp cho má tánh thập phương, tề tụ hội họp đông đảo như ở Hòa Hảo vậy. Ngài giảng giải đạo lý cho mọi người nhận thức tu hành, nhân có mặt của các tín đồ. Đức Thầy dạy: Tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh để cứu đời. Tại ba tánh không hiểu, cứ kéo đến xin thuốc men, buộc lòng tôi phải tạm dùng ít giấy vàng, nước lạnh, lá cây giúp đỡ mọi người, để họ có dịp gần gũi nghe được đạo lý mà lo tu hành thoát khổ. Chứ sau này số người mắc bệnh có lúc đông, không thể nào thuốc mà trị kịp. Nói đến đây, Đức Thầy đưa tay trái lên, đếm từ ngón và dõng dạc cho biết: Bây giờ bá tánh không lo tu, chừng sau đến cái thời kỳ con Phật, Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diều, mọi người có mặt lấy làm lo lắng. Lời của Hương Quảng Chiến kể: Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện Sưng Thì Sợp. Mùa xuân năm Canh Thìn 1940, lúc Đức Thầy còn tại tổ đình, ngày kia Đức Thầy dặn dò tôi. Tôi tức là Đức Ông đó. Thầy nói: Sau này có thời gian tôi sai vắng tín đồ rất lâu, không một ai biết được tôi ở đâu cả. Rồi tôi lại trở về tại nhà này. Trong thời gian ấy có nhiều người nổi lên, người ta xưng dữ lắm. Nào là xưng Phật, thần, thánh, tiên, trăm quan, đủ hết. Họ lại xưng cả tôi nữa, đó nghe ông Cả. Nhưng ông Cả nhớ, hễ xưng thì nó sợp. Bây giờ tôi chỉ dân dạ, chưa hình dung hết sự việc.
Đức ông kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Diệp Miễu Thổ Thần. Trước khi Phật giáo Hòa Hảo chưa ra đời, tức là từ năm 1939 trở về trước, ban đêm thường nghe tiếng trống mõ của mấy ông thầy Pháp kêu đồng, nghe vang tai nhức óc. Ngày nọ, tại nhà ông cả làng Hòa Hảo, tự nhiên ngài ra trước sân dậm chân một cái, tức thời có 6 ông chạy tới ứng lệnh. Mọi người gọi là ông Lục. Ngài nói, 6 ông đi làm phận sự coi, sao để như thế? Liền đó 6 ông chia làm 3 cặp chạy quanh làng Hòa Hảo, kiếm mấy cái miễu thổ thần do người dân dựng lên cặp trên đất, khiêng liệng xuống sông hết. Mấy hôm sau Đức Thầy ngồi một chỗ lại dậm chân một lần nữa, các ông chạy tới phục lệnh nữa. Ngài bảo mấy ông chưa làm hết bổn phận, và Ngài cho biết thêm, thờ thần sao mà thờ như vậy, chỉ dựng lên cái miễu nhỏ cặp ranh bên đường để bụi bám nhện văn dơ bẩn, không nén hương thì thần nào mà dám ở đó, vô tình mang tội phỉ báng, sao không thờ nơi trang Phật? Có phải mấy ông thầy Pháp thầy phù bày ra cúng kiến gà vịt kiếm ăn không? Thế là 6 ông chia nhau đi kiếm mấy cái miếu còn lại, quăng cả xuống sông luôn. Lê Văn Phú tự tho kể. Tiếp theo là mẫu chuyện giết sanh vật niệm chú. Khoảng trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, có một số tín đồ ở xa tìm đến tổ đình hỏi Đức Thầy. Thưa Thầy, con thấy trong xóm của con mỗi khi có người bắt gà, vịt, heo, trước khi cắt cổ hay đâm họng thì họ sợ tội nên mới chú nguyện như vậy nè. Nam Mô A Di Đà Phật, giái ngay hôm nay là ngày tháng 5, tao phóng sanh cho mày đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng đầu thai làm con gà, vịt, heo ăn dơ ở bẩn nữa. Thế là họ ra tay hạ sát. Thưa Thầy, họ chú nguyện như vậy có đúng hay không? Và con vật có được giảng sanh hay không, thưa Thầy? Đức Thầy đáp, tôi hỏi mấy ông, nếu có người bắt mấy ông, họ niệm chú giảng sanh cho như thế rồi giết mấy ông, rồi mấy ông có ưng và bằng lòng hay không? Con vật cũng thế, đó là ý mạnh hiếp yếu, chẳng những mang tội sát sanh mà còn thêm trọng tội đem danh hiệu Phật làm trò ngụy lý mê hoặc thế gian. Cảm nhận được lời dạy bảo tỏ tường của Đức Thầy, người tín đồ Hòa Hảo vui vẻ ra về. Trường Quy kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện lo nước. Anh Bùi Hữu Việt, văn võ song toàn, thuộc nhóm Bình Xuyên tham gia chống Pháp, từng ở tù Côn Đảo. Thấy Đức Thầy là một thanh niên độ tuổi 27, muốn thăm dò tinh thần yêu nước ra sao. Lúc ấy vào đầu mùa xuân năm Đinh Hợi 1947, người làm sẵn bài thi từ lâu. Bây giờ thấy ngài nằm nghỉ trưa cùng với các chiến sĩ ở trong chiến khu miền Đông Nam Bộ, anh Mười Việt mới sướng lên ngâm bài thi tứ tuyệt như sau: non nước nửa nghiêng vẫn ngủ quỳ, ai ơi tỉnh dậy, dậy rồi đi, đi lo sự nghiệp trai thời loạn, khỏi thẹn người xưa lúc gặp thì. Bài thi tả thực rất đúng, đúng lúc, đúng cảnh và đúng người. Đức Thầy đang nằm, ứng khẩu đáp, lặng lẽ tính toán đâu ngủ quỳ, chỉnh tu binh mã để rồi đi. Khi đi muôn soái đều tan vỡ, rõ mặt hùng anh tạo thế thì. Lời ngâm đối đáp giữa hai lãnh đạo vang lên giữa chiến khu buổi trưa như liều thuốc kích kháng tinh thần yêu nước, làm cho anh em chiến sĩ liên khu Bình Xuyên phấn khích vỗ tay tán thán nhiệt liệt, vì đã nói lên tinh thần đấu tranh bất khuất của toàn dân chống giặc ngoại xâm. Nguyễn Tấn Lợi kể. Tiếp theo là mẫu chuyện thầy tu hay thầy chùa. Ngày nọ không nhớ rõ ngày tháng năm 1939, tại tổ đình có một nhà sư tới tiếp kiến phàn nàn Đức Thầy. Khi đưa ra hai câu giảng do ngài viết trong sám giảng quyển nhất, thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn. Vị sư đó nói, thưa thầy Tư, nói vậy thì kẹt cho chúng tôi quá thầy. Đức Thầy mới đáp, tôi nói là nói mấy ông thầy chùa, tức là ác tăng đó, chứ đâu có nói với mấy ông thầy tu là chân tăng.
Tôi xin hỏi ông là thầy tu hay là thầy chùa? Vị sư xá thầy là lui ra. Thật ra trong quyển sám giảng của người đời tu niệm, ngài có viết một đoạn liên tục: thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mới ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu giận, trong tăng chúng sau lừa dối dân, có thân chẳng liệu lấy thân, tu như lối cũ mau gần diêm vương. Đức thầy từng thể hiện lời chân chánh, hình như nói xỏ mà không câu nào có miếm đời, thấy lật lòng khuyên nhủ ít lời, chứ nào có ngạo chi tăng chúng. Hay là ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm sư mang, nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn hâm của thế gian làm gì. Ông Trương Văn Bảy kể. Tiếp theo là mẫu chuyện làm lễ quy y cho ba tín đồ. Ông Kinh nói: cả tháng nay tôi được anh ký giỏi cho mấy quyển sám giảng của ông, tuần này nhận được lá thơ kể về chuyện chữa cháy bình thường khó ai tin, nhất là những cái người theo Tây học như chúng tôi, xin thầy chứng minh cụ thể. Ông Bá Khánh tiếp lời: nay là thời đại khoa học, trên đà tiến triển về kỹ thuật quá, các nhà bác học họ đã chế ra điện lực, máy bay, tàu thủy khoa học thực nghiệm. Còn việc ông làm phải chăng mang tính quyền hoặc mịt mờ thì làm sao chứng minh cho mọi người hiểu được. Đức thầy nhìn hai vị khách mới tới rồi ôn tồn giải thích. Thầy nói: các ông là những người theo Tây học chắc đã hiểu khoa học là con đẻ của Phật học. Muốn chứng minh về sự nhiệm màu của Phật pháp thì khó thể lấy thế trí biện thông như các ông mà hiểu được biết được. Bởi sao vậy? Vì khoa học chỉ giới hạn ở trong phạm vi kiến thức. Khi muốn hiểu thì các ông lấy lý trí suy nghĩ, phân tích, xét đoán trong tương đối mà thôi. Còn Phật pháp thì dùng trực giác phản tỉnh một cách tuyệt đối, vượt cả không gian và thời gian. Tôi sẽ cho các ông tận mắt chứng kiến sự việc tại đây. Đây là sản phẩm của khoa học thành tựu: cây quạt máy và đèn điện. Mở công tắc thì cây quạt, bóng đèn khởi động ngay. Nhưng tôi không cần chạm đến con tắc mà tôi vẫn điều khiển được tính năng của nó. Tôi chỉ ra tay thì nó sáng, quạt thì bình thường, vẫn là chạy mạnh. Tôi lại khiến cho nó chạy mạnh lên và sáng hơn. Lúc này mọi vật ở trong phòng sáng lòa, cây quạt thì quạt dung dúc tức tốc, tốc độ chóng mặt, khiến mọi người sợ ra xảy ra tai nạn. Ông Kinh chắp tay nói: thưa thầy Tư, chúng tôi chứng kiến sự thật đã kinh và xin ngài dừng lại kẻo ta mang tai nạn. Đức thầy cho biết sau này khoa học sẽ tiến tới một bước dài hơn thế. Ông Trung Bá Khánh lên tiếng: thật là hy hữu như giấc mơ mà thật, nếu không tận mắt chứng kiến chắc chắn khó mà tin được. Phật pháp thật là ngầu nhiệm, xin cho phép chúng tôi theo ngài tu học. Bây giờ ông ký giỏi đứng lên ngỏ lời: thưa ngài, chúng tôi tin chắc thầy là Phật, xin cho chúng tôi được quy y vào đạo tu hành. Thế là buổi lễ quy y được tổ chức ngay, cả ba quỳ xuống ngôi tam bảo khấn nguyện theo sự hướng dẫn của đức thầy. Bà Triệu Thị Giảng, tức là bà ký giỏi: nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là loạt mẫu chuyện trong Thánh Ngôn Di Huấn chúng tôi xin được tiếp theo. Hạ tuần tháng chạp năm Kỷ Mão 1939, bấy giờ Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình. Một hôm tôi và một số anh em đồng đạo có mặt khá đông, ngài mới hỏi: trong các ông có ai thuộc bài chú giảng sanh ở trong Kinh Phật từ trước bằng tiếng Phạn không cả? Một ông lão đứng dậy bạch với thầy và xin đọc. Con còn nhớ: nam mô a di đà bà dạ đa tha già đa dạ đa điệt già tha a di đị đô bà tỳ a di đị đô tất đam bà tỳ a di đị đa tỳ ca lăng đế a di đị đa tỳ ca lăng đa già di nị già già na chỉ tha ca lệ ta bà ha. Đọc dứt, ông mới ngồi xuống. Đức thầy mới cho biết: bài chú này phiên âm Phạn ngữ, học lâu thuộc và ít ai biết được nghĩa lý nên đọc thường bị sai chữ. Vậy để tôi đọc bài chú giảng sanh khác cho mấy ông nghe. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật.
Ngài giải thích thêm: bài này dùng vào hai trong ba việc. Một, dùng trong cái thời gian niệm Phật đi đứng nằm ngồi, nó có ý nghĩa như câu lục tự vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng rộng hơn chữ lục tự, có tính vị kỷ, tức là chỉ niệm cầu cho mình, nhưng cái bài giảng sanh này có cái ý vị tha, là cầu cho tất cả chúng sanh. Xong hai câu này, lục tự và Tây Phương đều niệm được hết. Hai, dùng trong lúc hộ niệm cho người trước hoặc sau khi tắt thở, tức là chết. Ba là khi người chết không cần biết lạ hay quen, đều hướng tâm nguyện thầm cho họ hay các sinh vật, nhất là trong mọi việc sinh hoạt đi đứng của người cư sĩ tại gia chúng ta hiện giờ, không khỏi xa chạm làm đau đớn hoặc thiệt hại đến sinh mạng các loài sinh vật, một trong bốn loài noãn thai thấp quá, như là cày ruộng, nấu ăn, uống nước. Tuy là nghiệp sát vô tình, nhưng ta cũng phải mắc nghiệp nợ đó. Cho nên giờ phút nào chúng ta cũng niệm bài chú này hoặc niệm Phật liên tục, để vừa biết ơn và thương xót tất cả, đồng thời vừa cầu cho tất cả chúng sanh được siêu sanh tịnh độ và nguyện tu hành đắc đạo để độ các linh hồn đó. Ấy là chúng ta tự chuyển đổi cái nghiệp nợ quán thù ra cái ân và kết duyên lành với họ. Sau này nếu ta tu đắc đạo trước sẽ độ được họ bằng họ đắc đạo trước, cũng độ được ta. Đức Thầy giải thích xong cho mọi người lấy giấy ra viết. Ngài đọc lại, mãi đến năm 1945, Đức Thầy mới viết quyển 6, tức là Tôn Chỉ Hành Đạo. Ông Bùi Văn. Thưa quý vị, tiếp tới đây là mẫu chuyện Đạo Tà. Thời gian Đức Thầy còn ở tổ đình chưa vắng mặt, có một người tín đồ đến hỏi Thầy. Bạch với Thầy, Thầy nói các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lầm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lừa mắt chúng sanh. Hay là Thầy nói đạo với lý từ đây nhiều chỗ ráng lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Hay là tà với chánh còn đang trà trộn. Con thấy cũng rất nhiều câu, nhưng con không hiểu đạo tà là đạo như thế nào. Nhờ Thầy dạy dỗ và cho con biết. Đức Thầy vừa đem cho Thầy một cây viết miếng giấy, Thầy mới viết. Cái hạng thứ nhất á, là hạng con mắt đỏ. Hạng thứ hai á, là cái hạng tự xưng. Cái hạng thứ ba á, là cái hạng chủ trương cúng kiến. Thầy gạt ngang, Thầy để cái hạng thứ tư là cái hạng bỏ tóc xõa đi ngoài đường. Thưa quý vị, cái mẫu chuyện chỉ có bao nhiêu, nhưng mà đọc tới mẫu chuyện này, khi mà kể cho quý vị nghe tới mẫu chuyện này, tôi lại nhớ lại trong cái thời gian trước đây khoảng dài 30 năm, tôi có làm bài thơ gửi cho tất cả đồng đạo có tâm mà thiếu trí, tức là ham linh ham nghiệm, và một số đệ huynh ngồi lại là nói chuyện trên trời mây xanh mà ở thế gian không lo làm. Và một số anh em lại ngồi gần thì tự cho mình là hay là giỏi, tức là cống cao ngã mạn. Tôi làm bài thơ này đọc lên cho quý vị tâm lý. Thầy để lại nhiều câu vàng ngọc, phận môn đồ ráng học hành theo. Ham linh ham nghiệm mang nghèo, quyết không bỏ đạo mà theo tà thần. Đời mặc hạ lòng dân xáo trộn, còn đạo thì hỗn độn tính tà. Một Phật mà tám chín ma, nên dùng trí huệ lánh xa kẻo lầm. Nhiều phái nữ để tâm tin bướng, còn phái nam chẳng ít nghe càng. Nói ra thì động làng can, đạo đồng nam nữ vội vàng làm chi. Đi thủng thẳng cũng đừng vội bước, người tu hành mực thước hẳn hòi. Lật ra tôn chỉ mà coi, Đức Thầy đã dạy rạch ròi trước sau. Tu ít nhiều hoặc mau hay chậm, là do mình nghiền ngẫm tri tầm. Giảng kinh phải để vào tâm, chánh tà suy nghiệm âm thầm mới hay. Đừng có hướng bên ngoài chẳng tốt, vì quỷ ma đội lốt thánh thần. Tu mà mong được ban ân,
thế nào cũng lạc tà thần chẳng sai. Ta đừng trọng bên ngoài linh nghiệm mà vội vàng đi kiếm đi tầm. Ta nên thúc liễm nội tâm, miệng ngoài rố ráo chẳng nhầm vào đâu. Nhắc ra nữa thêm sầu huynh đệ, mở miệng ra thượng đế mây xanh. Tôn chỉ không học không hành, nói ra ôm chặt chấp rành nghĩa kinh. Ta đừng có cống cao ngã mạn, hãy hạ mình học hỏi mọi người. Đệ huynh trao đổi vui tươi, kiến hòa đồng giải mọi người hiểu nhau. Đừng có thấy chỗ nào linh nghiệm rồi vội vàng tìm kiếm đến nơi. Không phải tiên thánh Phật trời, toàn là giả dối gạt người ham linh. Thưa quý vị, tiếp theo đây là mẫu chuyện Đức Thầy thử ông Quản Dịch. Thời gian Đức Thầy ở Sài Gòn, ông Quản Dịch có đến hỏi nói với Thầy: bạch với Thầy, ở Hưng Nhơn có thằng này, tức là có tên họ nữa nhưng mình không có nhớ, nó giết tín đồ hảo quá giết rồi Thầy. Thầy hỏi chứ giết bao nhiêu à? Bạch với Thầy, thằng này nó giết 50-60 người. Thầy mới nói tôi ra lệnh cho ông giết thằng đó, nếu để nó sống á thì nó giết tín đồ tôi thêm sao. Tôi hẹn ông 3 ngày. Ông Quản Dịch đi về suy nghĩ, mình là người trai lạc, con kiến con cá đâu có giết, mà hôm nay nếu nghe lời thầy mà giết tức là mình mang tội sát sanh. Ông nghĩ tới nghĩ lui, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba ông không thể giết được. Thì ngày thứ ba qua thứ ngày thứ tư thì ông trở ra để mà chịu lỗi với thầy: con chấp nhận tạ tội với thầy, con thể giết được vì con là người ăn chay tu hành. Thầy nói như vậy là mới tín đồ tốt của tôi đó, nếu ông giết thằng đó là tôi loại ông ra khỏi đạo à. Thưa quý vị, nếu thầy biết cái tâm hồn của ông Quản Dịch mà giết thì Đức Thầy không bao giờ bảo đâu. Đức Thầy thử ông và cũng bài học cho mình thấy phải lúc nào có lòng từ bi vì ta chứ không có giết người. Nếu ông Quản Dịch mà giết thì còn gì giá trị của thầy, còn gì giá trị của ông Quản Dịch. Cho nên thầy biết ông Quản Dịch là không bao giờ làm chuyện đó được, cũng như ông mà Năm Hiệu đó. Biết ông Năm Hiệu mà trở đũa rồi thầy không bao giờ biểu ông trở đũa. Biết ông Năm Hiệu cương quyết, biết ông Năm Hiệu cương quyết không uống thuốc, chỉ uống thuốc thầy thôi. Cho nên ông này Năm Hiệu mới đưa thuốc tây, tức thầy mới đưa thuốc tây cho ông Năm Hiệu uống. Cái gì thấy không? Cái đó là hoàn toàn thử thách. Thì chúng ta trong cái đời làm đạo cũng vậy, ráng giữ lập trường mình cho vững vàng mới thành công trên vàng nẻo đường tu tỉnh. Thưa quý vị, tiếp theo đây là mẫu chuyện ông Mười Thừa quy y. Thì năm 39, ông Mười Thừa khi Đức Thầy ra đời thì ông đã nghe tin Thầy ra đời dạy đạo, thì ông đã làm tạo 3 cái ngôi Tam Bảo, bàn thờ Cửu Quyền và bàn Thông Thiên, ông cúng hàng ngày rồi. Nhưng một hôm nọ ông Mười Triệu đi Hòa Hảo thì ông Mười Thừa mới nhắn với Mười Triệu: anh Mười à, anh đi xuống Hòa Hảo anh nói với Thầy tôi là Trần Hữu Thừa ở xã Khánh An, xin phép Thầy cho tôi được quy y. Thì khi ông Mười Thừa, ông Mười Triệu tới nơi rồi thì ông cũng quên đi, nhưng mà khi về Thầy mới nhắc. Thầy nói: ông Mười ơi, hồi lúc ông đi đó, ông Mười Thừa Khánh An, có nhờ ông cái gì đó ông nhớ không? Ông về cho ông Mười Thừa hay, tôi đã chứng nhận ông rồi, chứng nhận ông quy y cái lúc mà ông đã thượng trang đó, bây giờ khỏi quy y nữa. Thưa quý vị, bởi người xưa có nói nhân tâm sanh nhất niệm, thiên địa tất giai tri là vậy. Hay là nhân gian tư ngữ mà thiên văn như lôi, ấm thất quy tâm thần mục như điển. Tiếp theo đây là mẫu chuyện ông Năm Lửa. Ông Năm Lửa khi ra thăm thầy ở Sài Gòn nhằm cái ngày chay rằm hay là 30 gì đó, thèm đồ mặn quá, lách ra ngoài chợ ăn hủ tiếu. Thì khi ra hủ tiếu mới có vài ba tô thì bỗng nhiên thầy xuất hiện tới. Ông rất thẹn và hết hồn. Thầy nói: không sao đâu, nếu mà thèm quá cứ ăn đi. Thì ông chủ quán múc thêm cho ông Năm ăn coi, múc đâu khoảng chừng 10 mấy tô. Thì ông chủ quán cũng tưởng rằng thôi cũng bao nhiêu thôi, ai già múc thêm nữa. Thì mỗi lần múc thì ông chủ quán nói: hà quá trời của lắc ăn vậy. Thưa quý vị, 40 tô hủ tiếu
thì cái này quyền lực của thầy thôi, chứ ông Năm Lửa cái bao tử nào mà chịu nổi cái này. Thưa quý vị, đây là những mẫu chuyện ngắn ngắn tôi kể cho quý vị nghe. Nó có hay không có gì tùy như quý vị nhận xét. Bởi vì cái chuyện quý vị nhớ tam sao thất bổn mà. Nhưng mà những cái gì cảm thấy nó có lợi cho đạo, nó có lợi cho bản thân người tu thì tôi cũng xin kể. Tôi cũng nguyện ơn trên thầy tổ cũng gia hộ cho, để làm cái lợi lộc cho hậu tấn ở tương lai. Những đây là những cái bài học, những thánh ngôn di huấn mà chúng ta không thể bỏ qua được. Dầu lời nói đó, dầu mẫu chuyện đó rất ít rất gọn. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Thận Trọng. Tháng 2 năm 1946, để thể hiện trách nhiệm người công dân đối với đất nước quê hương giữa lúc nước nhà bị ngoại bang thống trị, Đức Thầy vào chiến khu miền Đông, Nam Bộ tham gia kháng chiến chống Pháp. Ngài gọi ông Cò Trình và hai người tín đồ khác đi theo tới tòa Thánh Tây Ninh, tức là thánh địa của Cao Đài Giáo. Đức Thầy mới ghé vào viếng. Tới chánh điện, Ngài mới kính lễ y như cách thức lễ bái của các giáo phẩm ở bên Tam Kỳ. Thấy vậy, ba tín đồ đi theo cũng làm y theo như Thầy. Chờ cho ba người hành lễ xong, Ngài chỉ tay vào họ, nghiêm giọng nói: "Phản đạo." Ba người tín đồ vô cùng lo sợ, nhưng chẳng hiểu tại sao mình bị rầy. Ngài liền giải thích cho họ khỏi nghi nan. Thầy nói: "Phật Thánh Tiên cũng như tôi, nên tôi tới đây hành lễ như vậy là tỏ rõ sự đoàn kết với tôn giáo bạn mới làm như thế. Còn các ông là hàng tín đồ thì không được phép bắt chước như vậy. Không được thấy ai làm gì rồi bắt chước mà chỉ chẳng hiểu ý nghĩa tại sao mình phải làm. Đó là phản đạo. Lúc nào cũng giữ y theo tôn chỉ mà hành trì. Từ đây không được làm như thế mà mang tội vong sư phản đạo nghe." Ngưng một lát, thầy giải thích tiếp: "Các ông có biết tại sao không? Vì thầy làm mà không bị kẹt, còn các ông bắt chước làm theo là kẹt và mê tín đó." Nghe được lời dạy chí tình của Đức Tôn Sư như khiến lòng của chúng tôi nhận ra việc thấy quấy của mình, ông Bộ Quế kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Ý Nghĩa Cửu Quyền Thất Tổ. Ngày 30 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy và cùng tín đồ mặc quốc phục đưa lư hương xuống chùa Thầy An Hòa Tự. Sau khi lễ Phật và an vị lư hương xong, ban quản tự thỉnh Đức Thầy và mời quan khách qua Tây Lan dùng nước rất đông. Trong tay Ngài cầm quyển Giác Mê Tâm Kệ, không có vào bàn nào hết mà chỉ tới cái bàn của ông Cả Đô và ông Ba Đạo. Đức Thầy dừng lại mới hỏi: "Hai ông bữa nay muốn hỏi tôi về Cửu Quyền Thất Tổ phải không?" Ông Cả Đô nói: "Dạ thưa phải thầy." "Hai ông hiểu chữ Nho, vậy đạo Nho dạy như thế nào? Mấy ông giải nghĩa tôi nghe coi." Ông Cả Đô đáp: "Thưa thầy, Nho có dạy Cao Tầng Tổ Khảo Kỷ Tử Tôn Tầng và Quyền Tôn, có phải là Cửu Quyền Thất Tổ không thầy?" Đức Thầy nói: "Không phải." Và thầy dạy thêm: "Đây là bốn đời trên và bốn đời dưới, cộng với đời mình nữa là chín đời, gọi là cửu tộc." Ông Cả Đô hỏi tiếp: "Thưa thầy, vậy còn cửu quyền xin thầy chỉ cho biết." Đức Thầy mới trả lời: "Đâu, ông Cả đếm từ ông nội trở lên coi." Ông Cả mới đếm: "Ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỷ." Câu vừa dừng lại vì không đếm được nữa. Đức Thầy giải tiếp: "Đủ bảy đời rồi, đó là thất tổ." Ông Cả thêm, Cả Đô hỏi thêm: "Vậy chứ cửu quyền là gì?" Đức Thầy nói: "Cộng thêm cha và mẹ nữa của mình, tức là chín đời, đó gọi là cửu quyền thất tổ. Vì lực của Phật cho người tu đắc đạo cứu được bao nhiêu đó thôi." Ông Đào Thành Đô kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Khỏi Thêm. Khoảng trung tuần tháng 11 năm Kỷ Mão 1939,
Đức Thầy ra đời khai đạo Phật giáo Hòa Hảo chẳng bao lâu, thế mà khách thập phương tập trung về tổ đình Hòa Hảo càng lúc càng đông. Nhờ trị bệnh và nghe Ngài thuyết pháp, bây giờ các ông Hương Sư Vàng, Quảng Diệp ở Hòa Hảo, Cả Mười ở Mỹ Hậu Đông, Chợ Mới, ông Cả Đô ở Tân An, Tân Châu, Đức Thầy ngồi cái ghế bên trường kỷ, nơi nhà khách nhìn ra sân. Tự nhiên Ngài đứng dậy đi thẳng ra đến bàn thông thiên, mọi người đi theo sau lưng và nghe Thầy dạy. Mấy ông có thấy ba chung nước cúng đựng đầy nước hay không? Anh em mới dạ thưa thấy Thầy. Ngài trang nghiêm cho biết tiếp: mấy ông nghe cho kỹ, tôn chỉ tôi dạy bổn đạo cũng như mấy chung nước cúng này vậy, nó không thiếu mà cũng không thừa. Sau này các ông không được bài thêm hay là bớt ra, nghe chưa? Mọi người dân dạ. Còn thì tôi nghĩ có lẽ Đức Thầy tiên báo sau này tín đồ thấy giáo lý của Ngài dạy quá cô động, lại hàm xúc nghĩa lý quyền thâm, do không suy xét chín chắn nên tự để thêm vào cho giống như kinh điển ngày nay, hay là bớt ra mà không hiểu đấy. Là con đường trung đạo đúng theo ý chỉ xưa kia của Phật Tổ, nay Ngài có sứ mạng chấn hưng gần 25 thế kỷ, chân lý Phật Đà mãi chạy theo tướng sự nên bị lệch lạc đi rồi, nên tất cả hết sức lo âu cho đoàn thể sau này. Ông Bộ Quới kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện làm biến cúng lại. Năm 1945, ông Lê Phủ Khang quy y vào đạo nhưng chẳng chịu cúng lại, thường tâm sự với ông Nhĩ, ban trị sự quận Tịnh Biên, Châu Đốc: ông hậu trưởng ơi, sao tôi làm biến cúng quá? Ông hậu trưởng Nhĩ mới trả lời khuyên giải, và lúc nào ông cũng lắc đầu hết. Đến lúc Đức Thầy đi công tác khuyến nông tới Tịnh Biên, sau cái thời pháp kết thúc, Đức Thầy đi ngay lại ông Phủ Khang. Đức Thầy nói: này ông Phủ, tu mà không cúng lại không phải là tu. Phật ở Tây Phương không có chứng cho những người lười biếng công phu đâu, nghe ông. Sự cảnh cáo của Đức Thầy khiến ông Khang giật mình, và từ đó rất siêng năng cúng lại. Ông Trịnh Công Dung, hội trưởng tỉnh Châu Đốc kể lại. Tiếp theo đây là mẫu chuyện thành lòng. Bây giờ khoảng cuối năm Tân Tỵ 1941, tôi xuống nhà của ông Ký Giỏi viếng thăm Đức Thầy ở lại đây, và có thưa bạch với Thầy: năm nay con 17 tuổi, hữu duyên được gặp Thầy, đã quy y vào đạo cùng với số anh em bạn đạo khác. Phần đông họ nhà nghèo, thời buổi khó khăn, phải mặc bao bố tời, có đứa khoét lỗ trồng vào, có đứa khoét lỗ chen tay chân vào, có đứa lấy dây chì khâu lại cho dính, có đứa không có áo bận phải ở trần, có đứa thì bận quần ngắn. Tới buổi công phu, họ đứng trước các ngôi thờ như vậy có lỗi với bề trên không vậy Thầy? Đức Thầy vừa quan hỷ và vừa lời giải thích: đó là những tín đồ tốt, sau này khi về sẽ gọi các linh hồn kẻ thành tín kia trước nhất. Nghe được lời dạy bảo này, chúng tôi rất an lòng hành đạo. Ông Lê Công Tỉnh ở xóm Chài, Cần Thơ kể lại. Tiếp theo đây là mẫu chuyện cái giường nghỉ. Sáng ngày 8 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 1947, Đức Thầy và bộ đội kháng chiến chống Pháp từ miền Đông Nam Bộ về miền Tây hòa giải cuộc chiến giữa Việt Minh và Hòa Hảo Dân Xã. Sau khi báo cho ông chỉ huy trưởng vệ quốc đoàn 30 Nguyễn Giác Ngộ biết, Ngài hỏi ông chủ bộ ở thôn Phú Thành: ông chủ, cho tôi mượn cái nhà làm việc ít ngày. Ông chủ nói: dạ được, bạch Thầy, dạ được Thầy. Ông Bảy tôi, tức là ông Hương chủ bộ ở làng Phú Thành, là cái người nói năng hoạt bát lịch thiệp, thế mà không hiểu sao mỗi lần diện kiến Đức Thầy
để thưa việc thì tay chân đều run lập cập, miệng lấp bấp nói chẳng ra lời. Thế vậy ngài mới gọi ông lại: ông chủ à, nếu ông là người khác tới nhà. Ông chủ à, nếu ông là người khác tới nhà mà người chủ nhà ứng xử như ông đối xử với tôi như thế này, ông có vui lòng không? Từ đây ông chủ cứ tự nhiên, đừng như vậy nữa nghe chưa. Vậy là ông bãi tôi bình thường trở lại. Căn nhà rộng rãi, ông đặt cái giường bằng gỗ quý giữa nhà, trải chiếu bông. Trải chiếu xong, ông mới ra trình với đức thầy: bạch với thầy, tôi soạn cho thầy một cái giường rồi đó, thầy nghỉ ở đây. Đức thầy nhìn vào hai ngôi thờ, bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ và bàn Phật, liền quay lại hỏi: ông chủ, ông có để ý gì trong kia không? Sao dám đặt giường nghỉ trước các ngôi thờ giữa nhà? Vậy là không nên đâu, phải sửa lại đi. Cái giường được đưa ra sát vào một bên vách. Tuy đa đoan việc trong việc đại sự quốc gia, nhưng lúc nào thầy cũng dạy tín đồ những điều chưa hợp đạo lý nhân luân. Ông Nguyễn Tấn Phúc kể. Tiếp theo là mẫu chuyện san sẻ. Ngày 21 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông, đức thầy đến diễn thuyết tại rạp hát Hòa Lạc ở Rạch Giá. Buổi diễn thuyết kết thúc rất là tốt đẹp. Từ lễ đài vừa bước xuống, có một nhà trí thức hỏi, có lẽ là thầy giáo, bước tới chào và xin hỏi thầy: thưa thầy Tư, tôi theo dõi được biết mỗi khi đi tới đâu thầy cũng tới ở nhà người giàu chứ không có ở nhà nghèo, cái đó là ý sao vậy? Đức thầy từ tốn trả lời: thưa ông, nhà giàu như cái gò, cái nọng, nhà nghèo như cái hố, cái trũng. Sở dĩ tôi đến ở nhà giàu là muốn cho họ có cơ hội mở rộng lòng nhân, đồng nghĩa với thi ân bố đức. Khi họ ngộ rồi thì tinh thần tương thân, tương ái, bố thí sẽ đương nhiên là họ tự nguyện ban gò xuống hố, để cái hố, cái ao được nhờ. Người trí thức kia cúi đầu đảnh lễ, đức thầy từ giã ra đi. Thất sơn màu nhiệm. Tiếp theo đây là mẫu chuyện thầy không có túi riêng. Ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, đức thầy khuyến nông tại sân vận động tỉnh Châu Đốc, có nhiều nhà trí thức đến tham dự. Ông tỉnh trưởng Hồ Tấn Khoa, y sĩ Phạm Văn Tiết, đốc học Trần Văn Dương, số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh biên dự kháng. Buổi diễn thuyết vừa xong, ông quận trưởng Nguyễn Minh Pháp thay mặt toàn thể thính giả lên diễn đàn ca ngợi tài hùng biện của đức thầy. Nhân đó đức thầy lưu ý bổn đạo, thầy nói: các ông nhìn thầy cho kỹ, sau này không lầm kẻ gian trá nghe. Đức thầy lấy toai xa vào mặt. Lúc đó có một người bước vào dâng cho thầy một đồng tiền gia bảo. Ngài mới nói: ông cứ cất đi, tôi không có túi đựng tiền. Ông cứ làm phải đi thì gặp phải, sau này gặp lại tôi chớ gì lo. Người khác bước vào hỏi: thưa thầy, nay con muốn y vào đạo, nhưng nhà có thờ ông Quan Công độ mạng, vậy con phải làm sao thầy? Đức thầy nói: nếu hình bằng giấy thì đốt, còn hình bằng tượng thì gửi vào chùa Phật, chứ có khó gì đâu. Được đức thầy chỉ dẫn, tín đồ này lấy làm vui mừng. Nguyên Hảo kể. Tiếp theo là mẫu chuyện lén xét túi của thầy. Sau ngày 14 tháng 11 năm 1946 năm Bính Tuất, đức thầy ra tham chánh trong ủy ban hành chánh Nam Bộ với vai trò là khiêm tốn, ủy viên đặc biệt. Về vậy thầy thường đi dự họp suốt ngày.
tôi được phân công vào văn phòng quét dọn. Thấy ngày nào thầy cũng đi xe đò, ngoại trừ xe đi công tác. Không biết tiền đâu có trả nên có ý xét túi coi thầy có tiền đủ hay không. Mai sau thầy còn mắc bộ đồ rồi bước xuống tầng dưới. Tôi liền bước lại gần, trong người tự nhiên run lập cập, nhưng cũng cố kềm đưa tay vào túi áo của thầy và túi quần mà xét. Không có đồng nào hết nên vội bước ra nhìn xuống, thì thấy thầy ở ngoài cửa nhìn tôi mới nói lên: xét túi rồi thấy có gì không, sao chẳng trả lời? Thầy lặp hai lần. Tôi đứng làm thinh như bị trời trồng. Anh em trong văn phòng chúm lại hỏi: thầy hỏi ai vậy anh ba? Tôi mới nói: thầy hỏi tôi vì tôi thấy mỗi ngày thầy đi công tác mà không thấy có ai hiến giúp hay là cho tiền, làm sao thầy có tiền để mà đi lộ phí, nên tôi lén xét túi thầy coi có tiền hay không. Thấy không có lấy đồng bạc nào hết, làm sao thầy trả tiền xe? Tôi lo sợ ngài trách nhưng được thầy bỏ qua. Ba đừng kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện tinh thần bình đẳng. Sau những cuộc oanh kích dữ dội của quân Pháp từ chiến khu miền Đông Nam Bộ, lúc 9 giờ tối tại Dàm Dè, đức thầy cho di quân về miền Tây để tìm giải pháp hòa giải những cuộc xô xát không đáng xảy ra. Cho đến chiều ngày 23 tháng 3 năm 1947, gần đến điểm đóng quân tại cái cỏ của bộ đội số 2 do ông Trần Văn Soái chỉ huy, thì dừng chân nấu cơm nước. Bà con thấy anh em chiến sĩ nấu cơm gạo lứt nên đem tới nấu riêng cho thầy một nồi cơm gạo trắng. Sau khi các chiến sĩ vào ngồi, chừa chỗ cho các chỉ huy ngồi đầu dòng, đức thầy chen vào cùng ngồi với các chiến sĩ. Bây giờ bà con đem nồi cơm ấy để trước, ngài mới hỏi: sao đem cái này lại đây? Dạ, để cho thầy dùng đó thầy. Ngài nói lời cảm ơn bà con rồi mới ra lệnh đem nồi cơm trắng đổ chung vào nồi cơm gạo đỏ của chiến sĩ, rồi bảo: sớ điều lên để mọi người cùng ăn, như vậy mới gọi là chia ngọt sẻ bùi. Từ bà con đến các chiến sĩ vừa được đức thầy dạy cho bài học về tình thương và tinh thần bình đẳng, huynh đệ chi binh. Lê Hiền Phú, Thường Lạc Hồng Ngự kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Hạnh Khiêm Tốn. Ngày 2 tháng 4 năm Giáp Thìn 1944 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, vì lòng thương thầy mến đạo nên các ông hội trưởng và phó hội trưởng ban trị sự quận Cao Lãnh, các ông hội trưởng xã Tân Tịch, Tân Thuận Tây, ông Hai Đấu và tôi tức là Sáu Triển đó, tổ chức lên Sài Gòn viếng thăm đức thầy, phương tiện và chèo bằng ghe Tam Bản bốn chèo, trải ba ngày mới tới. Bốn ông lên trước, hai chúng tôi nhờ các ông xin phép đức thầy cho hai chúng tôi được diện kiến, được ngài cho phép, nhưng ngài dặn sáng mai hãy lên. Đêm ấy tôi không sao ngủ được, trông cho mau tới sáng chúng tôi lên đường Sài Gòn, đi bộ quanh co một lúc tới căn phố Hà hai tầng, bước vào thấy cái quả đường như cái ngôi chùa. Từ cửa bước vào thấy một thanh niên khôi ngô, tôi nghĩ đây là đức thầy. Ông Hai Đấu bật đứng lên cúi đầu, đức thầy cũng đứng nghiêm thân mình lại, hai tay buông thẳng xuống, hơi cúi đầu đáp lễ. Dường như có một mãnh lực vô hình khiến tôi cũng bắt chước làm như Hai Đấu nữa. Chào xong, ngài chỉ tay mời ngồi ghế và nhỏ giọng lên tiếng: cảm ơn các ông chẳng ngại đường xá đến viếng thăm thầy, khi về nhà ráng thực hành y những điều tôi dạy trong sấm giảng. Không biết ông Hai Đấu cảm kính như thế nào, lên tiếng. Ông nói: xin cho con được lại thầy. Vừa nói liền quỳ xuống. Đức thầy nghiêm sắc mặt, đưa hai tay ra chặn lại và nói: không. Ông Hai Đấu cúi lại xuống nữa, ngài đưa tay ra đỡ dậy nói: không không. Thế mà ông Đấu quyết lại cho kỳ được, ngài bước tránh qua một bên không nhận cái lại đó. Bước vào trong một lát sau thầy trở ra hết sức ngại ngùng. Ông Hai Đấu khi nhìn thầy, ngài nghiêm nghị dạy thêm: trước mặt tôi, việc tôi không đồng ý mà mấy ông vẫn cố làm như vậy, khi không có mặt tôi thì ông còn bướng bỉnh tới cỡ nào nữa. Ngừng một lát sau, đức thầy từ bi chỉ yếu
trong giáo lý của Phật Đà, nhất là phương pháp hành đạo. Thầy nói, thời Hảo Ngân mà pháp ma quỷ lộng hành, chúng hay á dị xưng Phật xưng thầy, họ giả danh thầy hoặc xưng thần thánh mà nhiễu hại thế gian, ráng hành y theo tôn chỉ thì sao sẽ gặp lại thầy chứ khó gì đâu. Nghe được lời dạy dỗ của Đức Tôn Sư kính yêu, tôi như được uống nước cam lồ. Lúc sau chúng tôi bước ra thấy Đức Thầy đang xem anh em rửa xe. Chúng tôi trình ra về, Ngài cũng đứng như tư cách nghiêm trọng lúc ban đầu, đáp lễ như lúc vô mới vô. Những lời cảnh tỉnh của Ngài dù thời gian bao lâu tôi vẫn còn nguyên giá trị trong tôi. Quy y thì khả hành y, thật đúng với câu cung kính bất như phụng mệnh. Bùi Văn Tiễn. Tiếp theo đây là mẫu chuyện nên khuyên đồng đạo. Thở ấy Đức Thầy còn ở tại tổ đình Hòa Hảo, chưa bị nhà đương cuộc thực dân Pháp lưu đày. Thường xuyên nơi đây có các ông Hương Sư Vàng, Quảng Diệp, Biện Hùm, Chủ Cưu, vân vân, nhân bàn về việc tu hành và xử thế đối nhân. Coi anh chị em đồng đạo như con một cha hầu, có dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đức Thầy có ở đây, Đức Thầy mới dạy những anh em ở trong cuộc gặp gỡ này đang nói chuyện đó. Đức Thầy nói, anh em đồng đạo với nhau, nếu thấy và biết ai làm điều gì sai quấy thì nên khuyên nhủ bảo ban cho nhau. Nghe vậy tôi cũng có lòng mừng, nhưng còn phân vân ngán ngại nên lưu ý bạch với Thầy. Tuy anh chị em cùng quy y tu hành, nhưng có nhiều người còn tự ái, ngã chấp nặng lắm. Mình có lòng khuyên để cùng tốt chung, nhưng sợ tự ái phiền giận nhau sẽ mất duyên. Tôi thấy sao khó quá Thầy ơi. Đức Thầy nói, mình khuyên là dùng lời lẽ ôn hòa mà bảo ban nhau, chứ có rầy rà gì đâu mà sợ giận hờn. Nếu thấy anh chị em làm sai mà sợ giận hờn, chẳng khuyên nhủ can ngăn là mình cũng có lỗi. Bằng dùng lời nói ôn hòa mà khuyên họ chẳng chịu nghe, cố tình làm thì hậu quả tự họ chịu lấy, còn mình thì tròn bổn phận với đồng đạo rồi. Nghe Đức Thầy phân giải trong việc ứng xử, chúng tôi rất vui mừng. Quỳnh Hữu Phỉ kể lại, sau ngày 30 tháng 7 năm Kỷ Mão 1939, đây là mẫu chuyện Lý Phủ Trọng Ngư. Nội tổ tôi quy y vào đạo nên thường từ quê An Long Hồng Ngự qua tổ đình nghe Đức Thầy thuyết giảng đạo lý. Ngày nọ sau buổi thuyết pháp, mọi người lần lượt ra về, còn lại ít người. Ông mới hỏi bạch với Thầy chuyện Lý Phủ Trọng Ngư ra sao. Như trong đoạn giảng Thầy nói, khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa Trọng Ngư, nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiện từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết tha thì bạc vàng có cứu anh mà hay không? Thầy trích dẫn trong sách nào, sao tôi kiếm hoài không thấy Thầy? Đức Thầy tươi cười chỉ dẫn, để tôi kể câu chuyện này cho mấy ông nghe. Theo sách Bá Gia Chư Tử, xưa có đôi bạn thân là tên Lý Phủ Trọng Ngư. Cả hai nhà đều giàu có, ở gần nhau nhưng tánh tình thì có khác. Lý Phủ có lòng thương người, thường giúp đỡ những người nghèo khó tật nguyền nên được người người cảm mến. Còn Trọng Ngư thì tánh tình rất keo kiệt, chỉ biết thu vô mà chẳng nghĩ tới người xung quanh hay việc tích đức chi cả, nên mọi người lần xa lánh. Thời gian sau trong nước gặp cơn hoạn nạn, loạn lạc, binh biến nổi lên, mọi người chạy bỏ đi. Thế là tài sản cả hai vị đều thiêu trong lửa đỏ, mỗi người chạy mỗi nơi lánh nạn. May thay Lý Phủ được nhiều người giúp đỡ, vì nhớ ân cứu giúp năm xưa, được no cơm ấm áo. Còn Trọng Ngư thì rất nên khổ khó, không ai trợ giúp. Ngày nọ tình cờ hai người gặp nhau, Trọng Ngư mới than thở,
Tôi vô phước nên bị vất vả, còn anh thật là có phước nên được no cơm ấm áo. Lý Phụ mới nói: bởi trước kia anh có dư của cải mà chẳng rộng tâm san sẻ giúp đỡ mọi người, nay mới gặp cảnh tình này, bây giờ thở than có ích chi? Đây chẳng phải là phúc hay họa mà do chính mình tạo nên, tạo chi hưởng nấy, đây là giá trị cuộc sống anh à. Đức thầy kể xong câu chuyện, mọi người cũng đều im lặng để nghe lời ông Nguyễn Quang Quế kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Tầm trong lánh đục. Khoảng trung tuần tháng 11 năm Kỷ Mão 1939, Đức thầy ra đời khai đạo Phật giáo Hòa Hảo chẳng bao lâu, thế mà khách thập phương tập trung về tổ đình Hòa Hảo càng lúc càng đông. Nhờ ngài trị bệnh và nghe ngài thuyết pháp, bây giờ có các ông Hương Sư Vàng, Quảng Diệp ở Hòa Hảo, Cả Mười ở Mỹ Hậu Đông, Chợ Mới, ông Cả Đô, Tân An, Tân Châu, cùng với hai người con ông Cả Mười, ông Năm Văn và ông Bảy Xương, và hai người ở Đồng Tháp. Đức thầy ngồi cái ghế bên trường kỷ nơi nhà khách nhìn ra sân. Tự nhiên ngài đứng dậy đi thẳng ra sau vườn, mọi người đi theo. Ngài lấy tay chỉ cánh đồng và nói: tại cánh đồng bé Hòa Hảo Hưng Nhơn này, nó có cái lung lớn lắm, ví như cái đìa. Tới mùa nước hạ, người ta chờ sắc nước đem gào tác cho cạn, rồi lấy lưới để tại sòng tác nhận bắt số cá trắng nổi lờ đờ trên mặt nước. Chờ đến khi nước cạn, tiếp tục bắt mấy con cá đen như cá rô, cá lóc trầm sâu. Sau đó đợi mấy con cá lớn lặn sâu lên ngớp bắt tiếp. Để bắt cho hết cá, người ta đánh trái lăng đùa bùn lại để bắt vớt lần nữa. Tôi đố mấy ông, con gì còn lại sống được? Ông Sư Vàng nói: vậy là bắt hết sao thầy? Thầy nói: vậy mà còn đâu, các ông suy nghĩ coi. Ông Cả Đô nói: nhờ thầy dạy cho anh em tôi hiểu. Đức thầy đáp: chỉ có con lươn, nhờ nó chui thật sâu dưới bùn trịnh mà sống được. Sự đời hay việc đạo cũng vậy, ai tham danh chết vì danh, ai biết lo tu hành thì ẩn lánh mọi sự danh dị cám dỗ, mới qua khỏi cuộc lọc lừa sàng sải của dòng đời. Các ông ráng nhớ giữ cho sạch trong, chờ ngày thầy tớ đoàn viên. Nghe đức thầy dạy ý tứ sâu xa, mọi người im lặng suy tư cuộc thế về sau. Thưa dạ, quý vị, không quên. Để chấm dứt cái phần thánh ngôn di huấn, tôi xin tặng cho quý vị một bài thơ Tự Giác. Nếu mà người nói xấu ta, như ta có xấu người là ân nhân. Nhờ người nói ân cần sửa gấp, nếu không thì lâm vấp tội nhiều. Bằng như nói xấu trăm điều, mà mình không xấu thì nhiều việc hay. Việc thứ nhất tập hành vô ngã, việc thứ nhì tự ái dẹp luôn. Thứ ba tập tánh không buồn, bao nhiêu hờn giận trâu xuông một chiều. Người tu phải ít nhiều thử thách, quyết không hờn không trách một ai. Khó khăn xảy đến hằng ngày, cúi đầu lại Phật niệm hoài cho qua. Nếu không có người ta nói xấu thì làm sao biết được tánh mình. Tu hành đâu kể nhục dinh, sẵn sàng tự giác để mình tiến thân.